Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 53. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng nhìn Dương Diệp, giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Dương Diệp vừa muốn nói gì? Đột nhiên, bên trong những tấm bia đá trên không trung cổ vực thành bạo phát ra một tiếng nổ lớn vang trời, tiếp theo, những tấm bia đá lơ lửng ở trên không trung cổ vực thành chấn động mãnh liệt. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía đó. Bên trong ai thắng ai thua? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt An Nam Tĩnh, nói. Nếu như có thể, ta tình nguyện người nằm ở đây không phải là nàng, mà là ta. Nói xong, hắn không đợi An Nam Tĩnh nói, huyền khí khẽ động và đưa An Nam Tĩnh đến bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó bảo đám người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch tạm thời chăm sóc nàng. Dương Diệp đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía những tấm bia đá trên không trung cổ vực thành, trong mắt hiện ra sự nghiêm trọng. Mạc lão có thể thắng sao? Đây chính là 12 cường giả bán thánh cùng chừng 30 vị cảnh giới hoàng giả đỉnh phong đấy. Đột nhiên, một bóng người từ trong bay ra, cuối cùng nặng nề nện xuống cổ vực thành, toàn bộ cổ vực thành chấn động mạnh. Đồng tử của đám người Dương Diệp co lại, bởi vì đó là yêu hoàng. Một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp hiểu ý, thân hình lóe lên và đi tới trước mặt yêu hoàng, nhìn thấy yêu hoàng. Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cho dù lúc này yêu hoàng bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không chết. Tử điêu bay đến trước mặt yêu hoàng, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Yêu hoàng cố gượng cười, khẽ xoa đầu tử điêu, nói. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một thời gian lại khỏe thôi. Nói xong, yêu hoàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tình hình bên trong có chút không ổn. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, nói. Thế nào? Thần sắc yêu hoàng nghiêm trọng nói. Thần sắc yêu hoàng nghiêm trọng nói. Mạc lão mạnh còn hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta. Hắn lấy sức một mình lại đấu với 11 bán thánh, thực lực như vậy, trong mấy vạn năm của đại lục huyền giả, sợ rằng chỉ có một hai người có thể làm được. Nhưng người thánh địa quá nhiều, ta với yêu thánh căn bản không khống chế được bán thánh ma tộc cùng những cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa. Lúc trước ta thiếu chút nữa phải chết, vào thời điểm quan trọng. Mạc lão ép ta ra ngoài. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, lấy thực lực của yêu hoàng cũng thiếu chút phải chết, tình hình chiến đấu ở trong đó rốt cuộc phải kịch liệt đến trình độ nào. Đúng lúc này, lại một tiếng động lớn vang lên. Tiếp theo, lại có một bóng người từ trong bay ra, tuy nhiên bóng đen này cũng không đập xuống đất như yêu hoàng, mà vững vàng rơi vào trong cổ vực thành. Yêu thánh. Đi ra là yêu thánh, lúc này trang phục của yêu thánh đã rách nát. Trên thân đầy những vết máu, dáng vẻ có chút chật vật. Nhìn thấy là yêu thánh, đám người ma tộc cùng hải tộc đều vui mừng, huyền giả nam vực bên này lại lo lắng. Trong lòng Dương Diệp cũng trầm xuống. Thực lực của Mạc lão là tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng đối phương lại có nhiều người. 12 vị bán thánh, 30 vị cảnh giới hoàng giả, loại đội hình này. Bây giờ lại là chỉ có một mình Mạc lão đối mặt, hắn có thể ngăn cản được sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, chuẩn bị thiêu đốt kiếm ý bất kỳ lúc nào. Nếu như Mạc lão bị thất bại, như vậy tiếp theo chính là một trận tử chiến đẫm máu nhất từ trước tới nay. Hai bên sẽ khốc chết không dừng, ngoại trừ tử chiến ra, không có bất kỳ chuyện gì khác. Dương Diệp hiểu rõ đạo lý này. Đám thú hoàng cùng thủy hoàng và cường giả nam vực cũng hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy, lúc này trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kiên định. Chỉ cần Mạc lão thua. Lúc đó sẽ thật sự phải liều mạng. Nếu như Mạc lão thắng. Thật ra, gần như không ai ở đây cho rằng Mạc lão có thể thắng. Ở trong đó lại có 12 vị bán thánh, 30 cường giả cảnh giới hoàng giả đỉnh phong siêu cấp đấy. Mạc lão lại chỉ có một người. Tình hình bên trong thế nào? Yêu hoàng nhìn những tấm bia đá trên không trung, trầm giọng hỏi yêu thánh đang đứng trước mặt hắn. Yêu thánh nhìn những tấm bia đá một lát, sau đó mới nói. Không ngờ thực lực của hắn tự nhiên lại mạnh mẽ đến mức như vậy, khó trách trước đây hắn có thể giết chết La Đạo. Còn nữa, những tấm bia đá rốt cuộc là tồn tại thế nào? Không chỉ có thể lấy dần đi lực sinh mạng của cường giả bán thánh, còn có thể không ngừng nâng cao năng lượng cho hắn. Mặc dù Mạc lão có thể lấy sức một người chiến đấu với hơn 10 vị bán thánh không bại, chủ yếu nhất là nhờ những tấm bia đá kia. Bởi vì lúc trước hắn hát phát hiện ra, những tấm bia đá lại có thể không ngừng cung cấp huyền khí cho Mạc lão,
cho nên làm cho Mạc lão luôn luôn ở trong trạng thái đỉnh phong. Yêu Hoàng nói, còn có cơ hội không? Yêu Thánh hơi trầm ngâm, nói, có khả năng không lớn lớn, Mạc lão rất mạnh, CV vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bản thân ta. Nhưng huyền không của Thánh địa đối diện cũng không kém, hơn nữa còn lại khoảng 10 vị bán thánh, còn có hơn 30 vị cảnh giới hoàng giả. Nhiều người ta ít, cho nên, trong mắt Yêu Thánh cũng lộ ra một sự kiên quyết, nói, chuẩn bị tử chiến. Nghe được Yêu Thánh nói vậy, Dương Diệp cùng Yêu Hoàng lại trầm xuống, Yêu Thánh là bán thánh, nếu hắn còn nói như vậy, khả năng của Mạc lão có lẽ thật sự là thua nhiều thắng ít. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn những tấm bia đá trên không trung, trong mắt hiện ra một vẻ lo âu. Một đường đi tới, nếu như không nhờ có Mạc lão, hắn có 10 cái mạng cũng đã chết rồi. Trong lòng hắn đã xem Mạc lão là sư phụ, còn cho là người thân của mình. Cho nên, hắn không hy vọng Mạc lão gặp chuyện không may. Nhưng 12 vị bán thánh, 30 vị cường giả cảnh giới hoàng giả. Mình còn quá yếu, không có cách nào trợ giúp cho Mạc lão. Dương Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Hắn đã có thể vượt cấp chém giết cảnh giới hoàng giả, nhưng ở trước mặt những bán thánh này, vẫn là quá yếu. Bán thánh. Dương Diệp lắc đầu, ý kiếm trong tay chợt cắm vào vỏ trong kiếm cổ, quát. Tất cả mọi người Nam vực nghe đấy, chuẩn bị huyết chiến. Cho dù mọi người Nam vực ta có chết hết, cũng phải làm cho ma tộc hải tộc và thánh địa trả cái giá đắt. Nếu như hôm nay chúng ta không chết, ngày khác nhất định tiêu diệt ma tộc hải tộc, sau đó xông lên thánh địa, trả lại mối thù ngày hôm nay. Tử chiến. Huyền khí trong cơ thể Thủy Hoàng điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, phẫn nộ quát. Tử chiến. Cường giả đế quốc đỉnh Hán cũng hưởng ứng. Tử chiến. Tay phải thú hoàng bắt đầu biến đổi. Chẳng bao lâu đã biến thành một móng lớn màu vàng, sau lưng hắn là cường giả của đế quốc huyền thú. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đế quốc huyền thú lập tức hưởng ứng, thậm chí có huyền thú đã chuẩn bị tự bạo. Tất cả yêu thú yêu tộc ta nghe đây, tử chiến. Yêu hoàng cũng không chịu yếu thế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc cường giả hải tộc và ma tộc vô cùng nghiêm trọng, nếu những người này thật sự muốn tử chiến, cho dù ma tộc cùng hải tộc thắng, cũng là thắng thảm. Tuy nhiên không có việc gì, chỉ cần giết những người đó, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc sẽ hoàn toàn diệt vong, khi đó, toàn bộ đại ục huyền giả chính là của ma tộc cùng hải tộc. Đúng lúc này, những tấm bia đá trong hư không đột nhiên chấn động mạnh, sau đó chậm rãi tiêu tan ở trong ánh mắt đầy vẻ chấn động của mọi người. 20 bóng người từ trong không trung hạ xuống, mọi người chú ý nhìn, cường giả ma tộc cùng hải tộc biến sắc, bởi vì những người kia là cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa. Mà lúc này, bộ dạng những người này vô cùng già nua, giống như từng trải qua mấy vạn năm vậy, quan trọng nhất là trên thân bọn họ hoàn toàn không có sức sống. Chết! Cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc cùng hải tộc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung về không trung. Trong không trung, Mạc lão đứng đó, sắc mặt hắn tái nhợt một cách khác thường, trên ngực có mấy dấu trưởng ấn, mỗi một trưởng ấn đều rất sâu. Cho nên trước ngực của Mạc lão hoàn toàn lún vào trong, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Ở trước mặt hắn còn lơ lửng một cây quái trường màu đen. Tuy nhiên lúc này, trên đó cũng đầy vết nứt, có khả năng sẽ vỡ nát ngay lập tức. Ở đối diện Mạc lão là đám người huyền không, lúc này gương mặt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Tóc trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt lớn như đầu ngón tay vậy, răng kín khắp nơi, bộ dạng cực kỳ già nua. Nếu như không phải khí thế trên người cùng đôi mắt sắc bén của bọn họ, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy những người này là cường giả cảnh giới hoàng giả và bán thánh, chỉ cho rằng bọn họ là một đám người già sắp gần đất xa trời, chôn nửa người vào trong đất vàng. Mà lúc này, đám người huyền không đang nhìn Mạc lão lúc, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng cùng kiêng kỵ nhất từ trước tới nay, cho dù là huyền không cũng vậy. Người lại có thể mượn bia đá kia lấy đần lực sinh mạng của chúng ta, lực thời gian. Bán thánh chỉ có thể nhìn lén được một chút, chỉ có cường giả cảnh giới thánh giả thật sự mới có thể nắm giữ loại lực thời gian không thể tưởng tượng nổi này. Người không phải là cảnh giới thánh giả, lại có thể làm cho tốc độ thọ nguyên trôi đi của chúng ta tăng nhanh, người cuối cùng là ai? Huyền không nhìn chằm chằm vào Mạc lão, trong lòng kinh ngạc, khủng hoảng. Bởi vì, bây giờ hắn chỉ có không đến 100 năm thọ nguyên, ban đầu hắn vốn còn hơn 1000 năm thọ nguyên đấy. So sánh với huyền không. Bán thánh ma tộc còn có hải hoàng lại càng không chịu nổi, bởi vì hắn chỉ có không đến mấy năm tuổi thọ.
Còn thảm hơn hai người bọn họ, chính là những cảnh giới hoàng giả của thánh địa, trong bọn họ thậm chí có người chỉ còn có mấy ngày tuổi thọ. Những cường giả cảnh giới hoàng giả đã chết trước đó là do tuổi thọ bị trôi sạch, sở dĩ những cảnh giới hoàng giả huyền giả bọn họ sống sót, chẳng qua chỉ bởi vì thực lực của bản thân bọn họ mạnh hơn những người đã chết một chút mà thôi. Cảm nhận lực sinh mạng trôi đi với một tốc độ cực nhanh còn đáng sợ hơn là trực tiếp chết đi. Bởi vậy, bán thánh ma tộc cùng hải hoàng, còn có vài cường giả thánh địa quyết định bỏ qua công kích Mạc Lão, mà công kích những tấm bia đá của Mạc Lão. Mạc Lão vung tay phải lên, tấm bia đá màu đen lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy tấm bia đá này, khóe mắt của đám người huyền không giật mạnh, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ kiêng kỵ. Mạc Lão nói, các ngươi có hai lựa chọn. Một là đi bây giờ, quay về thánh địa của các ngươi, dù sao ta cũng không ngăn cản được các ngươi, hai là bây giờ chúng ta lại chiến đấu. Nếu tất cả các ngươi đều không sợ chết, không khiếp sợ phải trả giá, cho dù không giết được ta, cũng nhất định có thể làm ta tổn thương nặng nề. Đương nhiên, nếu ta không tiếc trả giá, các ngươi đừng mong có một người nào sống sót. Vẻ mặt đám người huyền không nghiêm trọng, không ai cho rằng người canh giữ mộ trước mắt này đang ăn nói lung tung. Bọn họ có 12 vị bán thánh cùng 30 vị cường giả cảnh giới hoàng giả liên thủ, hắn vẫn không bị đánh bại. Với thực lực như vậy, sợ rằng chỉ có hai vị chí tôn của thánh địa mới có thể so sánh được. Huyền không huynh, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu chúng ta lại liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Bán thánh ma tộc nhìn thấy Huyền không có chút do dự, lập tức lo lắng nói. Cường giả thánh địa trở lại thánh địa, người canh giữ mộ này không có cách nào làm gì được. Nhưng hắn thì sao? Hắn có thể lùi đến thánh địa sao? Cho dù người thánh địa để cho hắn tiến vào thánh địa, nhưng ma tộc phải làm thế nào? Ma thánh huynh nói phải. Hải hoàng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức vội vàng nói. Huyền không huynh, nếu như hôm nay không giết người này, ma tộc ta cùng hải tộc nhất định sẽ bị người này diệt tộc, vẫn mong huyền không huynh cứu giúp. Huyền không để ý tới hải hoàng cùng ma thánh. Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt Mạc Lão, sau đó mới liếc nhìn Ma Thánh cùng Hải Hoàng nói. Hai vị theo chúng ta quay về thánh địa, thọ nguyên của các ngươi đã tiêu hao gần hết, theo ta quay về thánh địa mới có thể còn có một đường sống. Đầu tiên hai người bán thánh là vui mừng, nhưng hai người đã nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề, Ma Thánh nói. Huyền không huynh, vậy còn ma tộc ta cùng hải tộc của Hải Hoàng huynh thì làm thế nào? Huyền không lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, nói. Ta cảm thấy, bây giờ hai vị nên suy nghĩ cho chính mình thì hơn. Ma thánh thoáng biến sắc, nói. Huyền không huynh, nếu như chúng ta rời đi, ma tộc cùng hải tộc không có cường giả bán thánh trấn thủ, vậy chẳng phải là. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền không khoát tay áo, cắt ngang lời ma thánh nói. Ma huynh lẽ nào cho rằng ai cũng có thể tiến vào thánh địa ta sao? Ta đã nói hết lời, hai vị đi hay không đi thì tự mình quyết định đi. Huyền không huynh, ta đi với các ngươi. Lúc này, Hải Hoàng đột nhiên nói, tuổi thọ của hắn đã chỉ còn lại có mấy năm, nếu như không đi thánh địa, trừ khi hắn có thể thăng cấp đến cảnh giới thánh giả, nếu không chỉ vài năm sau, cho dù người canh giữ mộ này không giết hắn, hắn cũng phải chết. Bởi vậy, hắn phải đi tới thánh địa. Chỉ có đi thánh địa, hắn mới có khả năng sống lâu hơn. Người sống càng lâu lại càng sợ chết. Huyền không khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ma thánh. Ha ha! Ma thánh đột nhiên phá lên cười, nói. Cái này gọi là thánh địa à? Yêu hoàng nói rất đúng. Ở trong mắt các ngươi, đại lục huyền giả chúng ta thật ra chỉ là con kiến hôi. Các ngươi căn bản không quan tâm tới đại lục huyền giả chúng ta. Các ngươi quan tâm chỉ có bản thân các ngươi mà thôi. Các ngươi đối đầu với huyền giả nghịch chủng cũng chỉ à vì mình, ha ha. Buồn cười cho ta mắt bị mù rồi. Ma thánh huynh, chúng ta tu luyện mấy nghìn năm mới đạt tới bán thánh, lẽ nào ngươi lại muốn bỏ qua như vậy sao? Hải hoàng khuyên nhủ. Chỉ cần ngươi không chết, sau này lại có thể báo thù cho ma tộc, nhưng nếu như ngươi vừa chết, ai tới báo thù cho ma tộc ngươi đây? Ma thánh lạnh lùng liếc nhìn hải hoàng, nói. Hải hoàng. Người tham sống sợ chết thì cũng thôi, cần gì nói chuyện đường hoàng như thế. Ma lâu ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Người canh giữ mộ này cùng Dương Diệp muốn tiêu diệt ma tộc ta, ta chờ bọn họ là được, cuối cùng còn không phải là chết sao. Huyền không lạnh lùng liếc mắt nhìn ma thánh, sau đó nói. Chúng ta đi.
Còn muốn chạy à? Hi hi, các ngươi vẫn nên ở lại đây cho lão tử. Đi. Đúng lúc này, một đường ánh sáng chợt lóe lên, trong 10 cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa còn lại lập tức có đầu của hai người bay ra ngoài một cách quỷ dị. Là Tần Bất Phàm. Sắc mặt Huyền không biến đổi, tay phải chợt đánh về phía đường ánh sáng điện kia, một ánh sáng màu trắng giống như một đạo lưu tinh đập mạnh tới. Nhưng tốc độ của ánh sáng màu trắng lại đột nhiên tăng mạnh, sau đó ở trên không trung chợt rẽ sang bên, tránh thoát đường ánh sáng trắng của Huyền không. Cẩn thận! Huyền không quá khiếp sợ, vội vàng quát lên với một cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa. Nhưng đã muộn rồi, tốc độ của đường ánh sáng điện kia cực nhanh, cường giả cảnh giới hoàng giả này còn chưa kịp phản ứng, chỗ cổ của hắn chợt lóe lên, sau đó đầu bay ra ngoài. Vây khốn hắn! Lúc này, đám người Huyền Minh vội vàng ra tay, mặc vào lúc này, Mạc lão đột nhiên ra tay, tấm bia đá trong tay chợt đập về phía đám người Huyền Minh làm bọn họ hoảng hốt. Mà lúc này, Ma Thánh cũng đột nhiên ra tay, tuy nhiên không phải là với đám người Mạc lão, mà là đám người Huyền không. Giết! Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, Dương Diệp làm sao có thể bỏ qua, ý kiếm trong tay hắn lập tức được rút ra khỏi vỏ. Một đường kiếm khí màu tím bắn nhanh về phía một vị cường giả cảnh giới hoàng giả thánh địa trên không trung. Yêu thánh cùng yêu hoàng còn có đám người thủy hoàng cũng lập tức ra tay, bắn mạnh về phía chân trời. Lúc trước không chiến đấu, đó là bởi vì cơ hội giữ lại đám người Huyền không không lớn, nhưng bây giờ có thêm một vị cường giả thần bí cùng ma thánh quay giáo, cũng không phải không có khả năng giữ những cường giả thánh địa này lại. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Giọng nói đầy tức giận của Huyền không ầm ầm vang lên trên không trung, nhưng Mạc lão rất nhanh xuất đã hiện ở trước mặt của hắn. Mạc lão không nói nhiều, tay phải vung lên, tấm bia đá huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh bia đá lao về phía Huyền không. Huyền không hoảng hốt, hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua thực lực của người canh giữ mộ trước mặt nên không dám có chút sơ suất nào. Hắn đang muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng cầu vồng đột nhiên từ phía xa kéo tới. Lập tức lao đến phía sau của hắn. Trưởng nát không gian. Một tiếng quát vang lên ở phía sau Huyền không, tiếp theo, không gian xung quanh Huyền không ầm ầm sụp xuống, hắn hoảng hốt. Đương nhiên, hắn không phải sợ hãi Tần Bất Phàm phía sau, mà là sợ hãi Mạc lão. Nếu vào lúc bình thường, mức độ không gian sụp xuống như vậy căn bản không tạo thành phiền toái gì. Nhưng bây giờ, trong mắt Huyền không lóe lên một tia kiên quyết, hai tay đặt ở trước ngực kết một thủ ấn quỷ dị. Sau đó chợt vỗ một cái xuống phía dưới. Quy Nguyên. Huyền không vừa dứt lời, lấy Huyền không làm trung tâm một ánh sáng màu trắng chợt khuếch tán về bốn phía xung quanh ra, những tấm bia đá ảo ảnh của Mạc lão bị phá tan. Ánh sáng cầu vồng phía sau lưng Huyền không nhìn thấy ánh sáng trắng này đã lập tức biến mất. Ở sau khi phát ra ánh sáng trắng này, khí thế trên người Huyền không giống như thủy triều lui lại, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn liếc mắt Mạc lão với vẻ hung hăng. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía sau. Nhưng, rất nhanh lại có một đường cầu vồng xuất hiện ở trước mặt hắn, Huyền không giận dữ, nói. Tần Bất Phàm, người đâm đầu vào chỗ chết. Vừa dứt lời, hắn chợt ra tay. Nhìn thấy ánh sáng trắng kia, hai mắt Mạc lão híp lại, vung tay phải lên, tấm bia đá trong tay đón gió tăng vọt, lập tức hóa thành kích thước nghìn trượng, sau đó nặng nề đánh vào trên luồng ánh sáng trắng này của Huyền không. Ánh sáng trắng trực tiếp bị đập tan. Mấy bán thánh thánh địa nhìn thấy Huyền không bị bao vây tấn công, lập tức biến sắc, đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, một tấm bia đá rất lớn từ trên cao hạ xuống, đập mạnh về phía bọn họ. Phía xa, Huyền không dùng một chưởng đẩy lùi Tần Bất Phàm, hắn không truy sát mà chuẩn bị trốn. Nhưng vào giây phút khi Tần Bất Phàm vừa bị đánh lui, một đường kiếm khí màu tím đột nhiên xuyên qua không trung lao đến. Huyền không đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy người đó là Dương Diệp, hắn lập tức lộ vẻ dữ tợn nói. Con kiến hôi, trước khi đi, ta sẽ giết ngươi, giải quyết một hậu hoạn cho thánh địa ta. Hắn vừa dứt lời, tay phải chợt đánh ra, một đường ánh sáng trắng nhanh chóng hiện ra, va chạm vào kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Một đòn chí mạng, tầng 3. Ngay lúc đó, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên, tiếp theo, đường kiếm khí màu tím chấn động mạnh, ánh kiếm tăng mạnh. Huyền không là bán thánh, nhưng tu vi của hắn bây giờ chẳng qua là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, bởi vậy, lúc này Dương Diệp mới dám ra tay với hắn. Nếu không, lấy cảnh giới tôn giả của hắn cũng sẽ không tìm đường chết mà khiêu chiến với bán thánh, cái này gọi là ngu xuẩn,
chứ không phải là dũng cảm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, lúc này hắn tùy tiện ra tay cũng rất nguy hiểm, bởi vì cho dù cảnh giới của huyền không là hoàng giả, nhưng thành tựu của hắn ở các phương diện đều là thực lực cấp bán thánh thật sự. Cho dù mạo hiểm, nhưng Dương Diệp vẫn ra tay, hắn thật sự không muốn những bán thánh này sống sót quay về thánh địa. Mối thù của An Nam Tĩnh, hắn phải thu lợi tức trước đã. Dương Diệp không dám khinh thường, vừa ra tay chính là một đòn mạnh nhất của mình, ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất cùng một đòn chí mạng. Kiếm khí màu tím va chạm mạnh vào ánh sáng trắng do huyền không thi triển ra. Ầm, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, kiếm khí của Dương Diệp cùng ánh sáng trắng va chạm, nổ mạnh, rất nhiều sóng khí cùng kiếm khí không ngừng điên cuồng vắn về bốn phía xung quanh. Trong mắt huyền không hiện ra thần sắc khó có thể tin được, hắn không nghĩ tới một đòn của mình va chạm vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp lại không giành được ưu thế gì. Cho dù lúc này hắn bị thương nặng, thực lực giảm lớn, nhưng dù gì hắn cũng là bán thánh, Dương Diệp này chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi. Tương lai, người này nhất định là kẻ địch lớn của thánh địa ta. Trong mắt huyền không hiện ra sát ý lạnh lẽo, nhưng hắn lại không hề ra tay, mà xoay người muốn bỏ trốn, bởi vì thánh địa bên này đã có một bán thánh chết ở trong tay Mạc lão. Cường giả cảnh giới hoàng giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng hắn vẫn không thể chạy trốn, bởi vì một đường ánh sáng cầu vồng đã chắn ở trước mặt của hắn. Huyền không giận tím mặt, nói. Tần Bất Phàm, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình giết chết ngươi. Nói xong, hai tay hắn khép lại, chợt đánh về phía ánh sáng cầu vồng kia. Ngươi không có ngày khác đâu, Đại Thiết Cát Thuật. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến một giọng nói, tiếp theo, hai đường ánh sáng trắng với hình chữ thập nhanh chóng hiện ra, va chạm vào hai tay của huyền không. Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng trắng tiêu tan, huyền không lùi lại mười mấy trượng. Ong! Đúng lúc này, Dương Diệp ở bên cạnh đột nhiên rút kiếm, một đường kiếm khí màu tím được 10 kiếm ý tầng 2 cùng một đòn chí mạng gia tăng, với tốc độ nhanh như tia chớp, bắn về phía huyền không, ngay lập tức đã tới trước mặt. Nhận thấy được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong kiếm khí, khóe mắt huyền không khẽ giật, hắn không dám khinh thường, không để ý tới thương thế bên trong cơ thể, mạnh mẽ tập trung huyền khí, sau đó tay phải chợt vỗ một cái, một quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng đập vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Ầm, quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí tiếp tục lao đi với tốc độ cực nhanh, bắn về phía huyền không. Trong lòng huyền không kinh hãi, hắn không nghĩ tới kiếm khí này của Dương Diệp lại sắc bén đến mức như vậy, không kịp né tránh, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hai tay huyền không lại khép lại, một luồng ánh sáng trắng hiện lên ở trên hai tay của hắn, sau đó ngăn cản trước ngực. Ầm. Huyền không bị kiếm khí đánh trúng liền lùi lại chừng 10 trượng, ánh sáng trắng trên tay hắn đã biến mất, trên hai bàn tay đầy vết kiếm cùng máu tươi. Nhìn hai tay của mình, vẻ mặt huyền không lập tức trở nên dữ tợn, mình đường đường là một vị bán thánh lại bị một con kiến hôi cảnh giới tôn giả tổn thương à. Quá nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Cảm giác quá nhục nhã, làm cho gương mặt già nùa của huyền không trở nên vặn vẹo khác thường. Lão cẩu, chết đi. Không cho huyền không có cơ hội nghỉ ngơi, một đường ánh sáng cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng huyền không, tiếp theo, hơn 10 đường ánh sáng trắng hiện lên theo hình tấm lưới lao về phía huyền không, ánh sáng trắng đi qua nơi nào, ngay cả không gian đều bị cắt ra, trên không trung của cổ vực thành tràn ngập từng khe nứt không gian, nhìn qua cực kỳ kinh người. Cút cho ta! Huyền không phẫn nộ hét lên một tiếng, lại miễn cưỡng tập trung huyền khí, sau đó đánh ra một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng trực tiếp xé rách không gian, sau đó đập mạnh vào những ánh sáng màu trắng do Tần Bất Phàm phát ra. Huyền không lại phụt một tiếng, phun ra liền mấy ngụm máu tươi. Ầm, toàn bộ phía chân trời chấn động mạnh, rất nhiều sóng khí điên cuồng bắn ra bốn phía xung quanh, lần này sóng khí khuếch tán với tốc độ cực nhanh, cho nên Tần Bất Phàm cũng không thể né tránh, bị sóng khí đánh bay về phía sau mấy trăm trượng. Bản thân Huyền không bị sóng khí này công kích, cũng bay ngược về phía sau trăm trượng. Huyền không vừa dừng lại, đột nhiên có một đường kiếm quang từ phía sau hắn kéo tới nhanh như tia chớp, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, xoay người chợt vỗ một trường vào trên mũi thanh kiếm kia. Bành! Ý kiếm của Dương Diệp chấn động mạnh, hiện ra rất nhiều vết nứt, ở dưới một đòn này của huyền không, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, tuy nhiên sau khi bay ra hơn 100 trượng, hắn đã ngừng lại,
sau đó kiếm ý tuôn ra, ý kiếm trong tay lập tức được chữa trị. Huyền không nhìn tay của mình, ở trên tay hắn đã có thêm một vết kiếm. Huyền không hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn qua xung quanh, trong lòng hắn trầm xuống. Người của thánh địa vốn có 10 vị bán thánh, cộng thêm hải hoàng, lại có 11 bán thánh, nhưng C1 bán thánh chết ở trong tay người canh giữ mộ trước đó, lại thêm hải hoàng không ngờ phản lại vào lúc quan trọng. Bởi vậy, bây giờ thánh địa chỉ có 9 bán thánh. Bên phía người canh giữ mộ có 3 bán thánh, còn có hơn 10 cường giả cảnh giới hoàng giả. Cho dù thực lực chỉnh thể của thánh địa vẫn cao hơn nam vực, nhưng vấn đề là người canh giữ mộ này tự nhiên lấy một người lại quấn lấy 7 tên bán thánh. Sốt cuộc người canh giữ mộ này là ai? Huyền không hít sâu một hơi, nói. Tất cả mọi người, rút lui. Rút lui bà ngoại ngươi thì có, chôn vùi trời xanh. Từ trong lời nói của người thánh địa lúc trước, Dương Diệp biết, người đàn ông nấp trong ánh sáng cầu vồng trước mắt này chính là huyền giả nghịch chủng trong truyền thuyết. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới huyền giả nghịch chủng tự nhiên lại xuất hiện, đồng thời còn đến đại lục huyền giả. Đồng thời, hắn cũng thấy được huyền giả nghịch chủng đáng sợ. Huyền giả nghịch chủng trước mắt này chỉ có thực lực của cảnh giới hoàng giả, nhưng lúc trước lại tổn thương được huyền không, đồng thời còn rất thành thạo. Về phần những cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường không ngờ lại không chống đỡ được mấy chiếu của người trước mắt này. Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vậy thì tính sao? Dù sao đồ đã tới tay, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Trên không trung, kiếm khí màu tím va chạm vào ánh sáng cầu vồng của Tần Bất Phàm, yên tĩnh trong chớp mắt, hai người trên không trung chợt bạo phát ra, dưới sóng khí mạnh mẽ, hai người đều lùi lại mấy trăm trượng, mới không bị năng lượng kia tổn thương. Trong ánh sáng cầu vồng truyền ra một tiếng kinh ngạc, nói. Không ngờ chỉ là cảnh giới tôn giả lại có thực lực như vậy. Thật sự làm ta thấy bất ngờ. Nể tình trước đó ngươi đã liên thủ tiêu diệt lão cẩu kia, ngươi giao ra trấn giới thạch, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không, ngươi sẽ chết. Dương Diệp nắm chặt tay, ý kiếm lại tập trung hiện ra. Cùng lúc đó, hơn 10 khối đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện ở trong ngực hắn, năng lượng không ngừng tản ra và lao vào trong cơ thể hắn. Ta cũng nể tình trước đây chúng ta liên thủ, bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nếu không, ngươi cũng phải chết. Ngươi không sẽ giết chết được ta đâu. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến âm thanh. Nhưng ngươi chết một lần, thực lực nhất định sẽ giảm mạnh, không phải sao? Dương Diệp nói, hắn không nắm chắc giết được đối phương, bởi vì mặc dù đối phương chỉ là cảnh giới hoàng giả, nhưng cũng đã từng là bán thánh. Mà hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả. Trong ánh sáng cầu vồng không nói gì, chỉ có ánh sáng cầu vồng đang không ngừng dao động. Hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí còn sót lại không nhiều trong cơ thể đang điên cuồng phun ra, hắn nhìn đối phương với vẻ đề phòng. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Dương Diệp nhìn lại, trong lòng vui mừng, bởi vì lại có một tên bán thánh thánh địa bị giết chết. Đi, tất cả mọi người đi thôi. Giọng nói lo lắng của Huyền Minh vang lên ở trong không trung, nghe được hắn nói vậy, mấy bán thánh còn lại không dám dừng lại. Hóa thành từng lưu quang bắn nhanh về phía xa. Yêu thánh đang muốn đuổi theo lại bị Mạc lão khoát tay áo, nói. Không nên đuổi theo. Đám người yêu thánh hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ gật đầu. Cho dù nam vực bên này giết chết mấy bán thánh, nhưng tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng, lúc này người không chết, cũng bị trọng thương. Cả hắn cùng với Mạc lão cũng vậy. Bây giờ bọn họ đuổi theo, cho dù có thể giết được mấy bán thánh này, phía bên mình chắc chắn cũng tổn thất rất lớn. Ngươi xác định không đi sao? Dương Diệp nhìn ánh sáng cầu vồng này, trầm giọng nói. Chờ đấy, không có bất kỳ kẻ nào có thể cướp được đồ của Tần Bất Phàm ta đâu. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến một giọng nói, sau đó đột nhiên phóng ra một lực hút, những thi thể cường giả cảnh giới hoàng giả cùng bán thánh trên mặt đất hoặc trong không trung lập tức hóa thành một đường ánh sáng tiến vào trong ánh sáng cầu vồng. Sau đó ánh sáng cầu vồng liên tục chớp hiện mấy cái, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy đối phương đi rồi, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp hòa hoãn xuống, ánh mắt nhìn theo lại lộ vẻ nghiêm trọng. Huyền giả nghịch chủng càng đáng sợ hơn thánh địa. Thánh địa trấn áp hơn 1 vạn tên huyền giả nghịch chủng, nếu như tất cả những huyền giả nghịch chủng này đều chạy đến, đừng nói là thánh địa, cho dù là toàn bộ đại lục huyền giả kiên kết cùng thánh địa, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Huyền giả nghịch chủng có thể là kẻ địch,
cũng có thể không phải là kẻ địch, nhưng hắn không thể không dự đoán về kết cục xấu nhất. Đó chính là huyền giả nghịch chủng sao? Yêu Thánh nhìn về chỗ ánh sáng cầu vồng biến mất, trầm giọng hỏi, ở trong mắt hắn cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Hẳn là vậy. Mạc Lão nói. Thật mạnh. Yêu Thánh nói. Người này còn không phải là người mạnh nhất đâu. Mạc Lão đột nhiên nói. Đám người Yêu Thánh cùng Dương Diệp biến sắc, Yêu Thánh nói. Còn có huyền giả nghịch chủng mạnh mẽ hơn sao? Mạc Lão khẽ gật đầu, nói. Ta chưa từng đi qua thánh địa, nhưng vẫn có chút hiểu biết về huyền giả nghịch chủng. Nghe đồn có một ít huyền giả nghịch chủng nắm giữ các loại thần thông huyền kỹ không thể tưởng tượng nổi, giống như vị lúc trước, hắn thiết triển mỗi một loại huyền kỹ, chí ít đều là đạo kỹ trở lên. Nói chung, thế giới này thật sự càng lúc càng không yên ổn. Mạc Lão không sao chứ? Nhìn tình trạng trước ngực của Mạc Lão, trong giọng nói của Dương Diệp đầy lo lắng, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Mạc Lão vốn không có liên quan gì tới việc này, nhưng bởi vì hắn, Mạc Lão phải chiến đấu với những kẻ đó. Ông Lão trước mắt này đã làm rất nhiều việc gì hắn, nhưng hắn lại không thể giúp được việc gì. Mông tử khí trong cơ thể hắn hồng có thể trợ giúp Mạc Lão thành thánh, nhưng vấn đề là hồng mông tử khí của hắn căn bản không đủ, hơn nữa một khi để lộ ra, vậy thì không chỉ toàn bộ cường giả đại lục huyền giả sẽ trở nên điên cuồng, cho dù là thánh địa, thậm chí những huyền giả nghịch chủng kia cũng sẽ điên cuồng. Mà lúc đó, hắn thật sự không có phần sống nào. Cho nên, trước khi không có thực lực tuyệt đối, hắn căn bản không thể, cũng không dám để lộ hồng mông tử khí bên trong hồng mông tháp. Mạc Lão nhìn trước ngực mình, sau đó lắc đầu, nói. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trận chiến này, cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực bên này kẻ thì chết, người thì bị thương, ngoại trừ số ít mấy người, trong thời gian ngắn ngủi những người còn lại đã không có lực chiến đấu. Mà ta với Yêu Thánh còn có đám người yêu hoàng cũng phải bế quan dưỡng thương, cho nên, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Các vị tiền bối cố gắng dưỡng thương, chuyện còn tại của đại lục huyền giả cứ giao cho vãn bối, ta sẽ làm cho đại lục huyền giả thống nhất trong thời gian ngắn nhất. Mạc Lão khẽ gật đầu, nói. Ngươi có trấn giới thạch, cho dù gặp phải bán thánh, chắc hẳn là cũng có thể có năng lực tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên ngươi không thể khinh thường, đặc biệt là huyền giả nghịch chủng. Về phần người của thánh địa, không có trấn giới thạch này, bọn họ quyết không dám phái cường giả bán thánh tới đại lục huyền giả, trừ khi bọn họ bằng lòng hy sinh cường giả bán thánh tới phá tan phong ấn giữa thánh địa cùng đại lục huyền giả. Nói xong, cơ thể Mạc Lão thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Chăm sóc Tử Nhi cẩn thận. Yêu Hoàng nhìn Dương Diệp nói xong câu này, sau đó cũng biến mất cùng Yêu Thánh. Cùng lúc đó, đám người Thủy Hoàng còn có Thú Hoàng, Hiểu Thiên Cơ cũng lập tức biến mất. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đế quốc đỉnh Hán cùng ma tộc, đế quốc đỉnh Hán cùng ma tộc có thể biến mất khỏi đại lục huyền giả. Cho dù lúc trước ma thánh quay giáo công kích thánh địa một đòn, nhưng hắn cũng không sẽ vì vậy mà bỏ qua cho ma tộc, còn có hải tộc. An Nam Tĩnh thiếu chút nữa đã chết, mối thù này, cho dù tàn sát hết ma tộc cùng hải tộc cũng không đủ để làm hắn hả giận. Nàng chết rồi. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, Dương Diệp xoay người nhìn lại, và ngẩn người ra, bởi vì nữ nhân này là An Bích Như. Đó chính là huyền giả nghịch chủng sao? Yêu Thánh nhìn về chỗ ánh sáng cầu vồng biến mất, trầm giọng hỏi, ở trong mắt hắn cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Hẳn là vậy. Mạc Lão nói. Thật mạnh. Yêu Thánh nói. Người này còn không phải là người mạnh nhất đâu. Mạc Lão đột nhiên nói. Đám người Yêu Thánh cùng Dương Diệp biến sắc, Yêu Thánh nói. Còn có huyền giả nghịch chủng mạnh mẽ hơn sao? Mạc Lão khẽ gật đầu, nói. Ta chưa từng đi qua thánh địa, nhưng vẫn có chút hiểu biết về huyền giả nghịch chủng. Nghe đồn có một ít huyền giả nghịch chủng nắm giữ các loại thần thông huyền kỹ không thể tưởng tượng nổi, giống như vị lúc trước, hắn thiết triển mỗi một loại huyền kỹ, chí ít đều là đạo kỹ trở lên. Nói chung, thế giới này thật sự càng lúc càng không yên ổn. Mạc Lão không sao chứ? Nhìn tình trạng trước ngực của Mạc Lão, trong giọng nói của Dương Diệp đầy lo lắng, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Mạc Lão vốn không có liên quan gì tới việc này, nhưng bởi vì hắn, Mạc Lão phải chiến đấu với những kẻ đó. Ông Lão trước mắt này đã làm rất nhiều việc gì hắn, nhưng hắn lại không thể giúp được việc gì.
Mông tử khí trong cơ thể hắn hồng có thể trợ giúp Mạc lão thành thánh, nhưng vấn đề là hồng mông tử khí của hắn căn bản không đủ, hơn nữa một khi để lộ ra, vậy thì không chỉ toàn bộ cường giả đại lục huyền giả sẽ trở nên điên cuồng, cho dù là thánh địa, thậm chí những huyền giả nghịch chủng kia cũng sẽ điên cuồng. Mà lúc đó, hắn thật sự không có phần sống nào. Cho nên, trước khi không có thực lực tuyệt đối, hắn căn bản không thể, cũng không dám để lộ hồng mông tử khí bên trong hồng mông tháp. Mạc lão nhìn trước ngực mình, sau đó lắc đầu, nói. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trận chiến này, cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực bên này kẻ thì chết, người thì bị thương, ngoại trừ số ít mấy người, trong thời gian ngắn ngủi những người còn lại đã không có lực chiến đấu. Mà ta với yêu thánh còn có đám người yêu hoàng cũng phải bế quan dưỡng thương, cho nên, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Các vị tiền bối cố gắng dưỡng thương, chuyện còn tại của đại lục huyền giả cứ giao cho vãn bối, ta sẽ làm cho đại lục huyền giả thống nhất trong thời gian ngắn nhất. Mạc lão khẽ gật đầu, nói. Ngươi có trấn giới thạch, cho dù gặp phải bán thánh, chắc hẳn là cũng có thể có năng lực tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên ngươi không thể khinh thường, đặc biệt là huyền giả nghịch chủng. Về phần người của thánh địa, không có trấn giới thạch này, bọn họ quyết không dám phái cường giả bán thánh tới đại lục huyền giả, trừ khi bọn họ bằng lòng hy sinh cường giả bán thánh tới phá tan phong ấn giữa thánh địa cùng đại lục huyền giả. Nói xong, cơ thể Mạc lão thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Chăm sóc Tử Nhi cẩn thận. Yêu Hoàng nhìn Dương Diệp nói xong câu này, sau đó cũng biến mất cùng yêu thánh. Cùng lúc đó, đám người Thủy Hoàng còn có Thú Hoàng, Hiểu Thiên Cơ cũng lập tức biến mất. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đế quốc đỉnh Hán cùng ma tộc, đế quốc đỉnh Hán cùng ma tộc có thể biến mất khỏi đại lục huyền giả. Cho dù lúc trước ma thánh quay giáo công kích thánh địa một đòn, nhưng hắn cũng không sẽ vì vậy mà bỏ qua cho ma tộc, còn có hải tộc. An Nam Tĩnh thiếu chút nữa đã chết, mối thù này, cho dù tàn sát hết ma tộc cùng hải tộc cũng không đủ để làm hắn hả giận. Nàng chết rồi. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Dương Diệp xoay người nhìn lại, và ngẩn người ra, bởi vì nữ nhân này là An Bích Như. Nữ tử áo đen cũng chính là sát thủ Chí Tôn thường đi theo bên cạnh An Bích Như đã chết. Trong cuộc đại chiến trước đây, nữ tử áo đen đi vào ám sát một vị bán thánh, bị vị bán thánh kia phát hiện, sau đó lập tức đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả thi thể cũng không còn. Ngoại trừ nữ tử áo đen, còn có rất nhiều cường giả cảnh giới hoàng giả đều đã chết. Trong những cường giả cảnh giới hoàng giả có người Dương Diệp quen biết, có người hắn không quen. Nói chung, nam vực thẳng, nhưng cũng là thẳng thảm. Dương Diệp không có thiện cảm với nữ tử áo đen này, bởi vì trước đây nữ nhân này đã nhiều lần muốn dồn hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, hắn đã từng có nói, sau khi đạt được cảnh giới hoàng giả, người đầu tiên hắn muốn giết chính là nàng. Nhưng bây giờ nghe nói nàng chết trận, trong lòng Dương Diệp lại có chút thương cảm. Bất kể như thế nào, nữ tử áo đen kia cũng chết vì nam vực. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, ở trong loạn thế, người muốn sống không phải là một chuyện đơn giản gì. Dương Diệp thu hồi lại suy nghĩ, nhìn về phía An Bích Như trước mắt. Trên gương mặt An Bích Như đầy buồn bã, còn hiện rõ vệt nước mắt, có thể tưởng tượng được nữ tử áo đen kia bị giết khiến nàng đau khổ tới mức nào. Xin lỗi. Dương Diệp cảm thấy mình cần phải xin lỗi, xét đến cùng. Người của thánh địa là do hắn dẫn tới, những người này bỏ mạng, hắn cũng có một phần trách nhiệm nhất định. An Bích Như lắc đầu, nói. An gia ta nương nhờ ngươi mới tránh khỏi nguy cơ bị diệt tộc, tất nhiên cũng phải trả giá. Không chỉ có An gia ta, còn có gia tộc cùng tông môn khác, chúng ta không đơn thuần chiến đấu vì ngươi, mà cũng là vì bản thân chúng ta. Cho nên, ngươi căn bản không cần tự trách. Trước đây, nhóm sát thủ An gia tới giết ta. Thật sự không liên quan đến nàng sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Bích Như ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Xin lỗi, đây là một vướng mắc trong lòng ta, bởi vì ta có lẽ không có cách nào tiếp nhận được một người đã từng muốn hại ta. An Bích Như nói. Ta nói không có, ngươi có tin không? Tin. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vì sao? Trong mắt An Bích Như hiện lên một chút dao động. Dương Diệp nói, thật ra ta sẽ tin từ lâu, chẳng qua nàng vẫn không chịu giải thích với ta. Ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội cả. An Bích Như nói, Dương Diệp nói,
Khi đó, nàng đang là đồng minh với kẻ địch lớn nhất của ta làm sao có thể cho nàng cơ hội được. Ta không phải là người rộng lượng gì, cho nên, trong thời gian nàng liên minh cùng La Tuấn, ta đã xem nàng là kẻ địch. Hắn là một người trọng tình, nhưng điều kiện trước tiên là người khác cũng có tình nghĩa đối với hắn, nếu không, hắn chính là một người vô tình. An Bích Nhi im lặng, không nói gì, bởi vì nàng không có lời nào để nói. Trước đây nàng cũng không nghĩ tới, Dương Diệp sẽ thành kẻ địch của La Tuấn, hơn nữa lúc đó La Tuấn đang có thế lực lớn, An gia liên minh cùng hắn, quả thật có thể thu được rất nhiều lợi ích, bởi vậy, nàng dẫn dắt An gia liên minh cùng La Tuấn, chẳng qua không nghĩ tới, quyết định này làm cho nàng trở thành kẻ địch của Dương Diệp. Chỉ có thể nói ý trời trêu người. Dương Diệp nói. Sau đó nàng cùng Đinh Thược Dược xử lý những chuyện ở Nam Vực thế nào. An Bích Như tuyệt đối có năng lực, sở dĩ trước đây loại bỏ quyền lợi của nàng cũng không phải là ý của hắn, chủ yếu là Đinh Thược Dược biết vấn đề giữa hắn cùng với An Bích Như còn chưa có giải quyết, bởi vậy mới loại bỏ An Bích Như ra khỏi quyền lợi mà thôi. An Bích Như lại lắc đầu, nói. Cô là người thân duy nhất của ta, bây giờ nàng vừa chết, ta mới phát hiện cái gọi là hưng vong của An gia thật ra tuyệt đối không quan trọng với ta. Nếu như có thể, ta bằng lòng lấy tất cả mọi thứ của An gia để đổi cho nàng sống sót. Ta mệt mỏi, không muốn quan tâm tới chuyện gì nữa. Ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ta sắp đi, ta sẽ không mang thế lực An gia đi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với bọn họ. Nàng không thể ở lại sao? Dương Diệp nhìn thẳng An Bích Như nói. Ngươi hy vọng ta ở lại sao? An Bích Như cũng nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi ngược lại. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, do dự trong chớp mắt, nhưng chính là thoáng do dự này lại làm ánh mắt An Bích Như hiện lên một tia thất vọng, sau đó nàng xoay người rời đi. An Bích Như dừng bước, bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, nói. Ta hy vọng nàng ở lại. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Diệp hiểu rõ một đạo lý, thật sự không thể buông tay, một khi buông tay, rất có khả năng chính là vĩnh viễn. Còn nữa, ở thời loạn thế này, sao hắn có thể yên tâm để cho một nữ nhân như An Bích Như rời đi chứ? An Bích Như nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Vậy ta sẽ ở lại. Cứ như vậy, An Bích Như ở lại cùng Đinh Thược Dược trở thành phụ tá đắc lực của Dương Diệp. Cũng bởi vì An Bích Như ở lại, trọng trách của Đinh Thược Dược lại nhẹ hơn rất nhiều, hai nàng đều là người có trí tuệ rất cao, khi phối hợp với nhau, các chuyện trong ngoài của Nam Vực đều được xử lý rõ ràng, căn bản không cần Dương Diệp phải quan tâm. Sau khi giải quyết xong chuyện của An Bích Như, Dương Diệp đang chuẩn bị đi Hồng Mông Tháp thăm An Nam Tĩnh, lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên đi tới Cổ Vực Thành. Đi cùng nàng còn có thụ tâm của thụ nhân tộc trước đây đã rời khỏi Cổ Vực Thành. Trong đại sảnh của phủ thành chủ Cổ Vực Thành. Phu quân, đã lâu không gặp, ta nhớ chàng muốn chết. Ân Huyên Nhi vừa nhìn thấy Dương Diệp đã cười duyên, vội vàng nghênh đón, trong mắt đầy tình cảm nồng ấm. Giống như Dương Diệp thật sự là phu quân mà nàng nhiều năm không gặp vậy. Ân Huyên Nhi vừa tới cách Dương Diệp nửa trượng, đã bị một kiếm ý làm chấn động phải lùi về phía sau 10 bước. Trong mắt Ân Huyên Nhi lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sắc mặt nàng đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, trong mắt thoáng lộ ra một chút ai oán, nói. Phu quân làm sao, sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy chứ? Thật uổng công thiếp lo lắng cho chàng trong suốt thời gian qua. Gương mặt Ân Huyên Nhi tuyệt đẹp, lại thêm lúc này nàng ăn nói mềm mỏng, trong mắt đầy vẻ quyến rũ, có thể nói là phong tình vạn trùng. Nhưng Dương Diệp lại không hề dao đậy, hắn vốn có chút thiện cảm với nữ nhân trước mắt này, nhưng trong khoảng thời gian qua, nữ nhân trước mắt này làm như không nhìn thấy chuyện xảy ra ở Nam Vực. Mà bây giờ, khi thánh địa bị đánh lui, nàng lại lập tức chạy tới, còn làm ra bộ dạng như vậy khiến hắn thực sự có chút chán ghét. Nếu như không phải nhớ kỹ ân tình trước đây nàng đã tặng 12 vệ sĩ mặc giáp vàng, hắn cũng lười gặp đối phương. Ân cô nương có chuyện thì nói đi. An Bích Như bên cạnh Dương Diệp khẽ nói. Đinh Thược Dược còn đang ở Trung Vực đối đầu với đế quốc đỉnh Hán, bởi vậy, chuyện ở Cổ Vực Thành cùng với Nam Vực đều do nàng chịu trách nhiệm. Tạm thời chính là Đinh Thược Dược chủ ngoại, nàng chủ nội. Ân Huyên Nhi liếc nhìn An Bích Như. Nàng là một nữ tử thông minh nên biết nữ nhân An gia trước mắt này đang có ý thù địch với mình. Về phần tại sao à? Không cần nói cũng biết, tất nhiên là bởi vì Dương Diệp. Ân Huyên Nhi thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Dương công tử, lần này ta tới là đại biểu cho Bắc Vực, chúng ta muốn cùng Nam Vực.
Dương Diệp khoát tay áo, nói. Việc này ta không muốn quản, tất cả sẽ do Đinh Thược Dược quyết định, nếu như Bắc Vực các ngươi cần gì thì đi tìm Đinh Thược Dược. Ân Huyên Nhi nói. Bởi vì chúng ta cùng Đinh cô nương không có cách nào nói chuyện được, cho nên lúc này mới đặc biệt tới tìm ngươi. Dương Diệp nói. Nàng nói vậy là có ý gì? Ân Huyên Nhi cười gượng, nói. Bởi vì Đinh cô nương muốn Bắc Vực chúng ta đầu hàng vô điều kiện, nếu không, đế quốc Đỉnh Hán vừa bị diệt, đại quân sẽ xuôi xuống phía Bắc. Các ngươi không muốn đầu hàng à? Dương Diệp hỏi. Ân Huyên Nhi trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Bắc Vực là tâm huyết của quốc sư, còn có vô số người thương quốc ta, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người như vậy được? Cho dù ta đồng ý, quốc sư cùng những thủ hạ của ta cũng sẽ không đồng ý. Không đồng ý à? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Vậy tiêu diệt tất cả thôi. Sắc mặt Ân Huyên Nhi biến đổi, nói. Lẽ nào ngươi thật sự không nghĩ tới tình xưa sao? Dương Diệp nói. Nếu như ta không nhớ tới tình xưa, ngày hôm nay đã không gặp các nàng rồi. Đại lục huyền giả phải thống nhất, nếu như Bắc Vực không đầu hàng, vậy chờ đợi các nàng cũng chỉ có một con đường chết. Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp một lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Nghe nói An Nam Tĩnh bị thương nặng. Ong! Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên lao ra khỏi vỏ, lập tức chỉ về phía mi tâm của Ân Huyên Nhi, kiếm đâm vào một phần, một giọt máu tươi theo ý kiếm của Dương Diệp chậm rãi nhỏ xuống. Người rất cao hứng sao? Giọng nói lạnh lùng Dương Diệp, sát khí trong mắt giống như thực chất. Dương Diệp đột nhiên ra tay làm mấy nữ tử ở đó đều sửng sốt, đặc biệt là Thụ Tâm. Nàng khiếp sợ đến mức liên tục lùi lại mấy bước. Vẻ mặt Ân Huyên Nhi lại trắng bệch, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp này tự nhiên trực tiếp ra tay với mình, hơn nữa vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, không có chút tình cảm nào. Ân Huyên Nhi lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Diệp, nói. Kinh mạch cùng xương cốt toàn thân của An Nam Tĩnh đều đã hỏng, chỉ có nước sinh mạng của Thanh Mộc tộc mới có thể làm cho nàng ta khỏi được trong khoảng thời gian ngắn. Hôm nay ta tới đây chính là nói điều kiện với ngươi. Người buông tha cho Bắc Vực, ta giao nước sinh mạng cho ngươi. Nước sinh mạng. Đồng tử của Dương Diệp co lại, bỗng nhiên nàng quay đầu lại nhìn về phía Thụ Tâm, cơ thể Thụ Tâm run lên, không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Nàng phát hiện Dương Diệp này, tức giận thật sự rất đáng sợ. Nước sinh mạng đâu? Dương Diệp nhìn thẳng vào Thụ Tâm, trong mắt lạnh lùng lại kèm theo chút sốt ruột. Nàng sẽ không đưa cho ngươi đâu. An Bích Như khẽ lắc đầu. Nàng hiểu rõ tính cách của Dương Diệp, hắn tuyệt đối là người ăn mềm không ăn cứng. Ân Huyên Nhi sử dụng An Nam Tĩnh uy hiếp hắn, không thể nghi ngờ chính là đang tìm đường chết. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn Ân Huyên Nhi, sau đó thu hồi ý kiếm, cuối cùng nhìn về phía Thụ Tâm, nói. Nước sinh mạng có tác dụng với ta, ngươi giao ra, ta cho các ngươi bình yên rời đi. Thụ Tâm hơi sợ Dương Diệp, nàng nhìn về phía Ân Huyên Nhi, hình như đang hỏi thăm ý của Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, lúc trước ta đã nói, muốn nước sinh mạng, chúng ta có thể đưa. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước, ta sẽ lập tức dâng nước sinh mạng lên, nếu không, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi cũng đừng mong nhận được nó. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Một cơ hội cuối cùng, các ngươi giao hay không giao? Không giao. Ân Huyên Nhi hoàn toàn không tỏ ra yếu kém. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu? An Bích Như hỏi. Giết hoàng thất Bắc Vực và cả thụ nhân tộc. Dương Diệp, ngươi dám? Ân Huyên Nhi giận dữ hét. Dương Diệp dừng bước, nói. Ân cô nương, nế tình ngày xưa, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, nếu không, ta nói được thì làm được. Vì An Nam Tĩnh, đừng nói giết hoàng thất Bắc Vực cùng thụ nhân tộc, cho dù là xông lên tới lên thánh địa. Hắn cũng sẽ làm mà không hề do dự. Gương mặt Thụ Tâm trắng bệch, trong mắt đầy khủng hoảng, nếu như người khác nói vậy, nàng có thể còn không tin, nhưng Dương Diệp nói câu này, nàng tuyệt đối sẽ tin. Nam nhân này trước mắt đã nổi điên lên, hoàn toàn chính là một sát thần từ đầu đến chân. Không đợi Ân Huyên Nhi nói, nàng lại nói. Dương công tử, thụ nhân tộc ta bằng lòng giao ra nước sinh mạng. Ân Huyên Nhi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trên gương mặt tuyệt mỹ đang tức giận, có vẻ hơi dữ tợn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Vậy ta cảm ơn. Trong lòng Thụ Tâm thở phào nhẹ nhõm,
sau đó hai tay kết ra một ấn, một đường ánh sáng màu xanh lục lao ra khỏi cơ thể nàng, tiếp theo, một giọt nước màu xanh lá xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Giọt nước màu xanh lá đậm vừa xuất hiện lại biến mất không thấy nữa, Dương Diệp cũng biến mất. Ân Huyền Nhi vẫn còn đang tức giận, trong lòng Thụ Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, Dương Diệp này tức giận thực sự có chút đáng sợ. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ vì sao Dương Diệp đối xử với các nàng như vậy. Trước đây, thái độ của Dương Diệp đối với nàng và Ân Huyền Nhi vẫn rất được, sở dĩ hiện tại không chút nể tình như vậy, sợ rằng vẫn bởi vì khi ở trước mặt nguy hiểm và tai họa, thụ nhân tộc nàng đã từ bỏ Nam Vực. Thụ Tâm biết, quyết định trước đây của thụ nhân tộc đã sai rồi, không chỉ có thụ nhân tộc sai rồi, Ân Huyền Nhi cùng Bắc Vực cũng sai rồi. Lúc Nam Vực đối mặt với Thánh Địa, Bắc Vực không nên ngồi trên núi xem hổ đấu. Bây giờ Thánh Địa bị đánh lui, Bắc Vực lập tức chạy tới nói điều kiện, đừng nói Dương Diệp, cho dù là nàng cũng sẽ khó chịu. Ân cô nương muốn ở lại, hay là đi bây giờ? An Bích Như cầm chén trà trên bàn lên, thổi nhẹ và khẽ nói. Ân Huyền Nhi cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhìn về phía An Bích Như, nói. An phu nhân, bây giờ ta nên gọi ngươi là An phu nhân, hay gọi ngươi là Dương phu nhân vây? Tay An Bích Như thoáng dừng lại một chút, tiếp theo cười nói. Trong giọng nói của ân cô nương có mùi giấm nồng quá đấy. Ân Huyền Nhi cười lạnh nhưng không nói gì. An Bích Như nói. Ân cô nương là một người thông minh, từ chuyện trước đây cô nương tới gần Dương Diệp, lôi kéo Dương Diệp, ta có thể nhìn ra được điều này. Nhưng đáng tiếc, người cùng ta đều thiếu quyết đoán của Đinh Thực Dược. Nàng dám lấy toàn tộc đặt ở trên người của Dương Diệp, đồng thời không quan tâm ở dưới tình huống nguy hiểm nào cũng không bỏ không rời. Cho nên, bây giờ nàng là người được Dương Diệp tín nhiệm nhất, cũng là người có quyền hạn lớn nhất ở Nam Vực, chỉ kém Dương Diệp. Đây là điều nàng nên có được. Nói đến đây, An Bích Như dừng lại một lát, lại nói. Nhưng ân cô nương thì sao? Cô nương từng giúp đỡ Dương Diệp, nhưng hắn chưa từng giúp đỡ cô nương sao? Còn nữa, trước đó Bắc Vực quả thật có phái người tới tiếp xúc với chúng ta, nhưng sau đó thì sao? Thánh Địa cùng đế quốc đỉnh Hán bắt đầu ra tay với Nam Vực quy mô lớn, Bắc Vực lại không nói liên minh nữa. Chúng ta đều không phải là người ngu, cô nương nói xem. Sắc mặt Ân Huyền Nhi có chút khó coi, lúc đó nàng từng đề nghị Bắc Vực điều động cường giả tới giúp Nam Vực, nhưng một ít người bảo thủ ở Bắc Vực lại không đồng ý. Bởi vì bọn họ cảm thấy, để cho Nam Vực cùng Thánh Địa còn có đế quốc đỉnh Hán liều mạng, cùng tổn thất thì không còn gì tốt hơn. Còn nữa, khi đó tất cả mọi người Bắc Vực cảm thấy Nam Vực căn bản không có hy vọng gì, phái người tới tiếp viện, đơn giản chính là chịu chết mà thôi. Thật ra, không chỉ người khác, chính nàng cũng cảm thấy Nam Vực khi đó không có hy vọng gì. Bởi vì cường giả Thánh Địa cùng đế quốc đỉnh Hán thật sự rất nhiều, quá kinh khủng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bán thánh Nam Vực tự nhiên mạnh mẽ như vậy, giết liền mấy bán thánh của Thánh Địa. Ân Huyền Nhi biết, Bắc Vực sai rồi. Hôm nay nàng tới đây, thật ra là muốn bù đắp lại sai lầm này, nhưng nàng đã đánh giá thấp tình cảm của Dương Diệp đối với An Nam Tĩnh. Ở trong lòng Dương Diệp, nữ tử An Nam Tĩnh kia trọng yếu hơn nàng rất nhiều. Hoặc nói, nàng căn bản không có cách nào so sánh được với An Nam Tĩnh. An Bích Như nói, lần này ân cô nương phạm phải một sai lầm lớn, đó chính là sử dụng An Nam Tĩnh tới uy hiếp Dương Diệp. Ân cô nương chắc hẳn biết rất rõ ràng. Dương Diệp là một người ăn mềm không ăn cứng, cô nương uy hiếp hắn, sẽ chỉ nhận được sự phản kháng cùng căm thù của hắn. Nếu như ta là ân cô nương, trước khi tới sẽ không nói gì tới chuyện liên minh, mà chỉ nói là đặc biệt tới đưa nước sinh mạng cho An Nam Tĩnh. Nếu như vậy, ta nghĩ kết cục sẽ có sự khác biệt rất lớn. Ân Huyền Nhi cay đắng cười, nói. Lẽ nào đã không có khả năng cứu vãn được nữa sao? Bắc Phực là tâm huyết của nàng cùng quốc sư. Còn có vô số nhân vật của thương triều cũ, nếu giao ra như vậy, đừng nói quốc sư còn có những lão thân của thương triều cũ sẽ không cam lòng, chính nàng cũng không cam tâm. An Bích Như đứng dậy, nói. Ân cô nương trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cô nương nhìn thấy rõ ràng, hiện tại yêu tộc liên minh cùng Nam Vực, không đến mấy tháng, đế quốc đỉnh Hán sẽ bị thua, khi đó, toàn bộ nhân tộc thống nhất. Trong toàn bộ đại lục huyền giả. Còn có ai sẽ là đối thủ của chúng ta nữa? Đừng nói là Bắc Vực, cho dù ma tộc còn có hải tộc không thần phục, cũng chỉ có một con đường chết. Dương Diệp hắn muốn thống nhất đại lục huyền giả sao? Ân Huyền Nhi kinh ngạc nói. An Bích Như nói.
Huyền giả nghịch chủng đã xuất thế, huyền giả nghịch chủng mạnh mẽ, chắc hẳn cô nương cũng hiểu rõ, ngoại trừ huyền giả nghịch chủng, còn có thánh địa. Đại lục huyền giả chúng ta muốn tự bảo vệ mình thì chỉ có thể liên kết lại. Tính cách của Dương Diệp thế nào, chắc hẳn cô nương đã biết rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ thế lực nào của đại lục huyền giả có cơ hội đâm dao vào phía sau lưng hắn. Cho nên, tất cả chủng tộc cùng thế lực bên trong đại lục huyền giả hoặc là bằng hữu, hoặc là kẻ địch của ta. An Bích Như nói xong lại đi ra cửa phòng, nàng biết rất rõ ràng, Ân Huyền Nhi sẽ đưa ra quyết định gì. Không, phải nói, Ân Huyền Nhi cùng toàn bộ Bắc Vực căn bản không có lựa chọn gì nữa. Lúc này Nam Vực cùng Dương Diệp đã có thực lực tuyệt đối. Huyền Nhi, chúng ta phải làm thế nào đây? Thụ Tâm hỏi, nàng không ngờ mình tới Nam Vực, không chỉ mất một giọt nước sinh mạng, chuyện còn chưa thể giải quyết được. Lần này thật sự là thua thiệt lớn rồi. Ân Huyền Nhi im lặng một lát, sau đó nói. Quay về Bắc Vực. Nói xong, nàng cũng đi ra khỏi phòng. Bên trong Hồng Mông Tháp. Ở trong một gian phòng, An Nam Tĩnh nằm ở trên giường, mặc dù biết mình đã tương đương với một tên phế nhân, nhưng trên mặt nàng tuyệt đối không xuất hiện thần sắc bi quan gì, chỉ có bình tĩnh. Rất nhanh, Dương Diệp đã xuất hiện ở gian phòng. Sau khi Dương Diệp xuất hiện, Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi đang chăm sóc cho An Nam Tĩnh lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó lui ra ngoài. Ngươi tới rồi. An Bích Như nói. Nhìn An Nam Tĩnh nằm ở trên giường, trong lòng Dương Diệp vừa sợ lại cảm thấy may mắn, kinh sợ vì nếu lúc trước hắn tới chậm một bước, vậy có lẽ An Nam Tĩnh sẽ là người thứ hai trong cả đời làm hắn đau đớn, vĩnh viễn không có cách nào quên được. May mắn là mặc dù bây giờ tình hình của An Nam Tĩnh có chút không ổn, nhưng ít ra hắn còn có cơ hội bù đắp. Trước khi An Nam Tĩnh gặp chuyện không may, hắn cũng không cảm thấy An Nam Tĩnh quan trọng tới mức nào, nhưng sau khi nàng gặp chuyện không may, hắn mới phát hiện nữ nhân trước mắt này lại quan trọng với hắn tới như vậy. Con người luôn là như vậy, thứ gì đang nắm giữ thì chắc chắn sẽ không đi quý trọng, chỉ có sau khi mất đi mới phát hiện ra món đồ này hóa quan trọng như vậy. Có vài người còn có cơ hội một lần nữa quý trọng, nhưng nhiều người lại mất đi là mất cả đời, cũng không có cơ hội nào nữa. Dương Diệp đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, nhẹ nhàng vung tay phải lên, giọt nước sinh mạng màu xanh lá đậm này lập tức xuất hiện, hắn dịu dàng nói. Đây là nước sinh mạng, bất kể là bị thương nặng bọn họ, chỉ cần nuốt nó vào đều có thể lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Dương Diệp đưa nước sinh mạng tới bên miệng của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không uống giọt nước sinh mạng này, mà nhìn Dương Diệp nói. Bây giờ tình trạng trong cơ thể người rất không tốt. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết, tuy nhiên không có vấn đề gì, ta đã tạm thời áp chế được vấn đề trong cơ thể rồi. Ngươi đáp ứng ta một chuyện. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức gật đầu, nói. Ngươi cứ nói đi. Ta biết, ngươi bởi vì chuyện này nên rất hận ma tộc cùng hải tộc, thậm chí đã quyết định mơ muốn tiêu diệt hai tộc này, đúng không? An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp gật đầu. Hắn quả thật có tâm tư muốn chém giết hai tộc này. Nếu như không phải ma tộc cùng hải tộc và cả thánh địa, An Nam Tĩnh sẽ không như vậy. Nếu như hai tộc bọn họ đầu hàng, người hãy thả bọn họ đi. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu, nói. Có thể. Ngươi không hỏi vì sao ta cầu xin cho bọn họ sao? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nói. Ta có thể vì nàng diệt hai tộc bọn họ. Cũng có thể vì nàng thả hai tộc bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó mới nói. Giết chóc cuối cùng đều không tốt, bất kể là thiên đạo của thế giới chúng ta, hay là thiên đạo ở thế giới bên ngoài, ta nghĩ đều sẽ không tiếp nhận một người giết chóc quá nhiều. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cần có trợ lực, mà không phải là người chết. Không nên vì khí phách nhất thời lại làm một vài chuyện không có lợi đối với chúng ta. Dương Diệp không phản bác, mà gật đầu. Sau đó đưa nước sinh mạng tới bên miệng An Nam Tĩnh, nói. Nàng nói không giết thì không giết, chuyện khác chúng ta tạm thời đừng quan tâm, nàng cứ dưỡng thương cho khỏe là được. Nhìn thấy tình cảm nồng đậm và sự quan trọng trong mắt Dương Diệp, môi của An Nam Tĩnh khẽ giật, nhưng lại không có nói gì nữa. Đôi môi đỏ mỏng khẽ mở ra, Dương Diệp bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước sinh mạng này lập tức tiến vào trong miệng nàng. Nước sinh mạng vừa vào trong cơ thể An Nam Tĩnh. Nhanh chóng hóa thành rất nhiều năng lượng màu xanh lục, sau đó chảy về phía những kinh mạch trong cơ thể nàng,
không ngừng chữa trị những kinh mạch cùng xương cốt vỡ nát trong cơ thể nàng. Rất nhanh, kinh mạch cùng xương cốt trong cơ thể An Nam Tĩnh bắt đầu phục hồi như cũ. Nhìn thấy nước sinh mạng có hiệu quả, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi ở bên giường nhìn An Nam Tĩnh một lát, sau đó mới rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp vừa đi, An Nam Tĩnh nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía chỗ Dương Diệp ngồi lúc trước có vẻ xuất thần. Trong gian phòng, Dương Diệp nhìn viên đá trong suốt trước mắt này, nói. Trấn giới thạch, lúc trước cảnh giới của đám người Mạc Lão đã bị vật ấy mạnh mẽ áp chế tới cảnh giới hoàng giả sao? Khó có thể tưởng tượng được vật ấy có thể áp chế cả cường giả bán thánh. Thật may là vật ấy rơi vào trong tay ta, nếu rơi vào trong tay của huyền giả nghịch chủng Tần Bất Phàm, vậy sẽ có phiền phức lớn. Sở dĩ cường giả thánh địa dám ra đây là bởi vì có vật ấy có thể áp chế cường giả bán thánh của đại lục huyền giả, nhưng bây giờ vật ấy rơi vào trên tay ta, bọn họ cũng không dám tùy tiện phái người đến đây nữa. Chuyện cần làm gấp của chúng ta bây giờ là xử lý tốt vết thương trong cơ thể mình, sau đó mau chóng thống nhất đại lục huyền giả, cuối cùng đi tới thánh địa cướp đoạt kiếm tổ. Trong lòng Dương Diệp nói thầm. Dương Diệp biết rất rõ ràng, thánh địa này phong ấn gì đó, chắc chắn không có cách nào trấn áp huyền giả nghịch chủng. Một khi huyền giả nghịch chủng ra hết, vậy hắn không đơn thuần là tổn thất kiếm tổ, có lẽ kiếm linh của vỏ kiếm cổ cũng sẽ chết theo. Đến lúc đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng tương đương với không có nữa. Cho nên, cho dù không phải vì kiếm linh, hắn cũng muốn cướp đoạt kiếm tổ này. Nếu như là trước đây, không đạt được cảnh giới hoàng giả, hắn tất nhiên không dám xông vào thánh địa, nhưng bây giờ có trấn giới thạch, hắn lại dám đi. Cho dù vẫn có nguy hiểm, nhưng chí ít không giống như trước vậy, khi gặp phải bán thánh cũng không có sức đánh trả. Có trấn giới thạch, cho dù là gặp phải bán thánh, hắn muốn chạy trốn, chắc hẳn không có vấn đề gì. Đương nhiên, trước khi đi thánh địa, hắn phải xử lý tốt chuyện ở đại lục huyền giả đã. Thu hồi trấn giới thạch, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, bắt đầu chữa trị vết thương bên trong cơ thể. Vấn đề lớn nhất trong cơ thể hắn là máu long tổ cùng máu của bản thân hắn đang xung đột, xét đến cùng, trong máu của long tổ ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, hắn tuyệt đối không thể nào hấp thu hết, dù sao thực lực của hắn lúc đó quá thấp, mặc dù có thể hấp thu một phần vẫn là bởi vì máu cùng kinh mạch của hắn bị Hồng Mông tử khí từng luyện qua. Trong lúc trùng kích cảnh giới hoàng giả, hắn đang chuẩn bị hấp thu năng lượng của long tổ và tinh huyết của ba thần thú lớn, nhưng bởi vì An Nam Tĩnh, hắn không thể không tạm dừng. Bởi vậy, làm cho máu của long tổ cùng với tinh huyết của ba thần thú lớn cắn trả. Tuy nhiên rất may là với hắn, tình hình cũng không mấy nghiêm trọng, dù sao hắn không phải cảnh giới hoàng giả, nhưng trong cơ thể lại hoàn toàn không kém gì cảnh giới hoàng giả. Cứ như vậy, Dương Diệp không ngừng sử dụng huyền khí màu tím trong cơ thể chữa trị kinh mạch cùng xương cốt, thuận tiện hấp thu từng chút máu của long tổ cùng tinh huyết của ba thần thú lớn còn sót lại. Bên ngoài cổ vực thành. Trong rừng rậm cách đó mấy trăm dặm, trên một ngọn cây có một người thần bí đầu đội áo choàng màu trắng, mặc áo bào trắng, trên người lóe ra ánh sáng yếu ớt. Người áo bào trắng này không phải là ai khác, chính là Tần Bất Phàm. Theo ta lâu như vậy, bây giờ nên ra đi. Tần Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, giọng nói từ trong áo choàng màu trắng truyền ra. Thật đúng là thần thức. Một người đàn ông trung niên xuất hiện một cách quỷ dị ở đối diện Tần Bất Phàm. Nếu như Dương Diệp ở đây, hắn tuyệt đối sẽ khiếp sợ, bởi vì người tới chính là thành chủ của cổ vực thành Lục Nguyên Hạo. Nhìn thấy Lục Nguyên Hạo giây phút đó, ánh sáng trên người Tần Bất Phàm đột nhiên chấp hiện cực nhanh, giọng nói có phần kinh ngạc và khó hiểu. Ta ngửi thấy trên người ngươi có khí thức không thuộc về thế giới này, ngươi không phải là huyền giả của thế giới này, ngươi cuối cùng là ai? Thiên Ngọa Y Thiên, Vô Cực Ma Tông. Lục Nguyên Hạo nói xong. Trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một tia khí lưu màu đen, khi khí lưu màu đen này xuất hiện, cây cối trong ngà đần dặm xung quanh lập tức héo rũ, cuối cùng hóa thành một bãi nước đen. Buồn cười đến cực điểm, giúp đỡ chúng ta sao? Nếu như ta không đoán sai, bây giờ trấn giữ thiên lộ cũng có người của Vô Cực Ma Tông các ngươi đi. Lục Nguyên Hạo nói, cho dù tất cả các ngươi lao ra khỏi phong ấn, nhưng các ngươi cảm thấy mình thật có thể đối đầu được thánh địa sao? Nếu là trước đây, lấy thực lực của thánh địa bây giờ quả thật không đủ cho các ngươi để ý tới. Nhưng bây giờ, các ngươi bị trấn áp 10 vạn năm, thực lực các phương diện đều giảm xuống rất nhiều, các ngươi có thể đối đầu được với thánh địa à? Cho dù các ngươi tiêu diệt thánh địa,
nhưng khi đó các ngươi sẽ còn có bao nhiêu thực lực? Các ngươi có thể xông qua thiên lộ sao? Ngươi chỉ cần biết rằng, mục đích ta tới nơi này, là trợ giúp các ngươi. Giúp đỡ chúng ta à? Ha ha! Trong áo choàng màu trắng truyền đến tiếng cười to của Tần Bất Phàm, một lát sau, hắn nói. Đột nhiên, trên người Tần Bất Phàm chấp hiện những ánh sáng rời khỏi thân thể bắn ra nhanh xê như điện chớp, lập tức tới trước người Lục Nguyên Hạo, tuy nhiên rất nhanh lại có một luồng khí đen đánh vào trên những ánh sáng này, một tiếng nổ vang, trên không trung hai người tách ra. Năm đó nếu không phải vì Vô Cực Ma Tông cùng Vân Tiêu Thánh Điện, chúng ta làm sao có thể bị trấn áp ở nơi chật hẹp nhỏ bé kia suốt 10 vạn năm. Giọng nói của Tần Bất Phàm ẩn chứa sát ý vô tận, ở không gian xung quanh hắn không ngừng chấn động mãnh liệt, phát ra âm thanh vô cùng kinh người. Lục Nguyên Hạo cũng không e ngại, khẽ nói. Năm đó các ngươi từ vực ngoại trong tinh không tới thiên ngoại thiên, điều đầu tiên các ngươi làm là điên cuồng cướp đoạt tử khí bản nguyên của thiên ngoại thiên xung quanh, thử hỏi, ai có thể tha thứ được cho các ngươi chứ? Không gian xung quanh Tần Bất Phàm dần dần hòa hoãn xuống, một lát, nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, không quan tâm thế nào, trước đây chúng ta đã thất bại, nếu thất bại thì nên bị trấn áp. Trước đây các ngươi vì trấn áp chúng ta, rút hết toàn bộ tử khí bản nguyên của thế giới này, sau đó lập ra cửa ngục giam lớn thiên lộ, ta rất tò mò, người là người của thế giới thiên ngoại thiên, tại sao lại có thể xuất hiện ở đại lục huyền giả này? Ngươi lại không cần biết điều này. Lục Nguyên Hạo khẽ nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, mục đích ta tới nơi này, là trợ giúp các ngươi. Giúp đỡ chúng ta à? Ha ha! Trong áo choàng màu trắng truyền đến tiếng cười to của Tần Bất Phàm, một lát sau, hắn nói. Buồn cười đến cực điểm. Giúp đỡ chúng ta sao? Nếu như ta không đoán sai, bây giờ trấn giữ thiên lộ cũng có người của Vô Cực Ma Tông các ngươi đi. Lục Nguyên Hạo nói. Cho dù tất cả các ngươi lao ra khỏi phong ấn, nhưng các ngươi cảm thấy mình thật có thể đối đầu được thánh địa sao? Nếu là trước đây, lấy thực lực của thánh địa bây giờ quả thật không đủ cho các ngươi để ý tới. Nhưng bây giờ, các ngươi bị trấn áp 10 vạn năm, thực lực các phương diện đều giảm xuống rất nhiều, các ngươi có thể đối đầu được với thánh địa à? Cho dù các ngươi tiêu diệt thánh địa, nhưng khi đó các ngươi sẽ còn có bao nhiêu thực lực? Các ngươi có thể xông qua thiên lộ sao? Lục Nguyên Hạo nói. Thật ra, bất kể là thiên lộ hay thánh địa này, các ngươi đều không chắc có thể qua được. Tất cả đám người các ngươi, mỗi người đều tự cho mình là đúng, không ai phục ai, gặp phải kẻ địch thì chỉ biết từng người chiến đấu. Trước đây nếu như các ngươi đoàn kết nhất trí, cho dù Vô Cực Ma Tông ta cùng Vân Tiêu Thánh Điện liên thủ, cũng chưa chắc có thể trấn áp được các ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Một cuộc giao dịch, là một cuộc giao dịch với các ngươi. Ta trợ giúp các ngươi chạy trốn khỏi lồng giam này, nhưng các ngươi phải giúp Vô Cực Ma tộc chúng ta tiêu diệt thánh địa. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta sao? Tần Bất Phàm lạnh lùng nói. Lục Nguyên Hạo nói. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ tiếp tục chờ, dù sao còn có huyền giả nghịch chủng đi ra, ta tin tưởng sẽ có huyền giả nghịch chủng bằng lòng hợp tác với ta. Tần Bất Phàm im lặng một lát, sau đó nói. Vậy ngươi lại tiếp tục chờ đi. Lục Nguyên Hạo nheo hai mắt lại, nói. Ngươi không muốn à, ngươi cũng biết, nếu như sau này ngươi muốn xông qua thiên lộ, không có huyền giả của Vô Cực Ma Tông ta trợ giúp, lấy thực lực của các ngươi bây giờ thì căn bản đừng mong xông qua được. Cho dù ta bị trấn áp 10 vạn năm, nhưng trong khoảng thời gian đi ra, ta cũng biết vài chuyện của thế giới này, năm đó cái nếu ta tiêu giao tử có thể xông qua, vì sao ta không thể xông qua chứ? Tần Bất Phàm nói xong câu này. Đột nhiên chấp hiện mấy cái rồi lập tức biến mất. Lục Nguyên Hạo hơi ngẩn người ra, nhưng hắn rất nhanh đã biến sắc, vừa muốn rời đi thì đã muộn rồi, một lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Người canh giữ mộ. Thần sắc Lục Nguyên Hạo nghiêm trọng nhìn lão nhân trước mắt, trầm giọng nói. Người quả nhiên là người từ ngoài đến. Trong mắt Mạc lão có một tia nghiêm trọng cùng nghi ngờ. Trong mắt Lục Nguyên Hạo lại đầy vẻ kiêng kỵ. Mặc dù thực lực của lão nhân trước mắt này không mạnh bằng tiêu giao tử năm đó, nhưng ở đại lục huyền giả này, sau tiêu giao tử thì thực lực của lão nhân trước mắt này tuyệt đối là mạnh nhất. Quan trọng nhất là thân phận của lão già trước mắt này. Ta là người từ ngoài đến, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Lục Nguyên Hạo trầm giọng nói. Hai mắt Mạc lão híp lại, nói. Ta cũng là người từ ngoài đến à? Hóa ra ngươi không biết sao?
Trong mắt Lục Nguyên Hạo lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nghĩ tới điều gì đó, khẽ gật đầu, nói. Cũng đúng, bọn họ sao có thể để kẻ lưu vong như ngươi có được trí nhớ đầy đủ chứ? Ngươi nói rõ ràng đi. Mạc lão trầm giọng nói. Lục Nguyên Hạo lắc đầu, nói. Nếu như ngươi có thể đột phá bán thánh, đạt được cảnh giới thánh giả, ngươi tất nhiên sẽ mở được phong ấn trong đầu ngươi, khi đó, ngươi sẽ biết tất cả. Nếu như ngươi không đột phá nổi bán thánh, cho dù biết mình có lai lịch gì cũng không có tác dụng, không phải sao? Ban đầu, khi tỉnh lại ở đáy vực đoạn hồn, khó trách ta không nhớ nổi chuyện gì cả, hóa ra là trong đầu ta bị phong ấn. Ta càng không ngờ, ta tự nhiên cũng là người của thế giới thiên ngoại thiên. Ha ha! Trong mắt Mạc lão hiện ra chút hung ác, tỉnh tỉnh mê mê sống hơn vạn năm, cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu gì. Lấy thực lực của ngươi, thật ra nếu như trước khi tổ sư của kiếm tông xông ra ngoài thiên lộ, hắn chắc hẳn có thể ra ngoài từ lâu. Lục Nguyên Hạo nói. Nhưng đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội đó. Năm đó, tổ sư của kiếm tông xông qua thiên lộ, làm cho người thế giới thiên ngoại thiên không dám khinh thường đại lục huyền giả này. Bởi vậy, người chấn giữ thiên lộ đều được đổi lại thành cường giả cảnh giới thánh giả. Đây cũng là lý do vì sao sau tổ sư của kiếm tông, không có bất kỳ người nào có thể xông qua thiên lộ. Bởi vì cho dù là bán thánh, ở trước mặt thánh giả cũng là tương đương với con kiến hôi mà thôi. Mạc lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn khoảng không, nói. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trấn áp huyền giả nghịch trùng. Lục Nguyên Hạo nói. Ngươi không có cách nào tưởng tượng ra được thực lực chân chính của huyền giả nghịch trùng. Nếu như bọn họ có hồng mông tử khí, lại có thể lập tức thành thánh, năm đó bọn họ có hơn một vạn cường giả cảnh giới thánh giả. Nếu như không phải tất cả thế lực của thiên ngoại thiên liên kết lại, hơn nữa nội bộ các huyền giả nghịch trùng không hợp nhau, sợ rằng huyền giả nghịch trùng đã sớm xưng bá ở tinh vực này. Vì trấn áp huyền giả nghịch trùng, bọn họ lại muốn hy sinh hàng trăm triệu sinh linh ở đây à? Mạc lão nói, không hy sinh hàng trăm triệu sinh linh ở đây, trước đây có thể có trăm triệu sinh linh đã chết đi. Lục Nguyên Hạo nói, Dương Diệp nói tu hành vốn chính là nghịch thiên để đi. Những lời này là đúng. Thật ra, tu hành nào chỉ là tranh cùng trời. Ngoại trừ tranh với trời, còn phải tranh với người, tranh với các loại sinh linh. Mạc lão khẽ gật đầu, nói. Dương Diệp thật ra nói không sai, thế gian vốn không có đúng sai, có chỉ có mạnh cùng yếu. Chúng ta yếu, cho nên chỉ có thể mặc cho người ta trấn áp, điều này không trách được người khác. Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân chúng ta quá yêu. Người yếu thì không có nhân quyền. Lục Nguyên Hạo trầm giọng nói. Mạc lão khẽ cười, sau đó nói. Ngươi nói một câu thôi, chúng ta có phải là kẻ địch hay không? Lục Nguyên Hạo thầm dùng mình, hắn biết, lão nhân trước mắt này có ý định giết hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể chạy trốn, nhưng lại không thắng nổi người canh giữ mộ trước mắt này. Bỏ chạy lại chỉ có thể làm hỏng kế hoạch của hắn. Trầm ngâm một lát, hắn nói. Chuyện ta cần làm tuyệt đối không xung đột với chuyện các ngươi muốn làm, đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây ta lựa chọn Dương Diệp mà không phải La Tuấn. Mạc lão nhìn sâu vào mắt Lục Nguyên Hạo nói. Ta sẽ luôn chú ý tới ngươi. Nói xong, Mạc lão lập tức biến mất. Mạc lão đi rồi, Lục Nguyên Hạo vẫn đứng im một lúc lâu, mới rời đi. Cửa thềm đá bên ngoài cửa phòng của Dương Diệp có ba tiểu nữ hài đang ngồi. Bảo Nhi, Tiểu Giao, còn có Lôi Lâm không ngừng ăn linh quả. Ở trên vai Lôi Lâm, là Tử Điêu. Tiểu Giao, gần đây ngươi luôn tu luyện, chẳng chịu chơi với ta gì cả. Bảo Nhi mím môi, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày Tiểu Giao chỉ biết tu luyện mà không ở bên cạnh nàng, điều này làm trong lòng lão đại là nàng thấy không thoải mái. Dương Giao còn rất trẻ, nhưng lúc này nàng lại là huyền giả cảnh giới vương giả cửu phẩm, ở Nam vực này, thật ra nàng cũng được xem là thiên tài hiếm thấy. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú của nàng, còn bởi vì lúc này nàng muốn tài nguyên tu luyện gì đều có, hơn nữa còn có rất nhiều tôn giả, thậm chí cường giả cảnh giới hoàng giả thỉnh thoảng chỉ điểm, tu vi tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này trên mặt Dương Giao đã bớt đi vài phần ngây ngô, thêm chút thành thục. Bảo Nhi, chúng ta không thể cứ chơi mãi được, chúng ta cũng phải mạnh mẽ hơn, sau này còn giúp đỡ ca ca, nếu không ca ca chỉ có một mình, quá cực khổ. Tử Điêu vội vàng gật đầu, nhìn thấy Tử Điêu gật đầu, Lôi Lâm cũng vội vàng khẽ gật đầu. Nhưng tu luyện thật sự chẳng vui gì cả. Bảo Nhi khổ sở, khuôn mặt nhăn nhó.
Đối với nàng, tu luyện thật sự là một chuyện đặc biệt đau khổ. Nghe được Bảo Nhi nói vậy, Lôi Lâm hình như rất tán thành, không cần Tử Điêu nói đã vội vàng gật đầu một cái, chọc cho Tử Điêu vỗ cho nàng mấy móng nhỏ. Dương Dao lên mặt cụ non thở dài một hơi, sau đó vỗ nhẹ vào vai của Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi tỷ tỷ, trước đây đều là tỷ tỷ bảo vệ ta, chờ ta trở nên mạnh mẽ, sau này ta cùng ca ca sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Chỉ cần có ta với ca ca ở bên cạnh, tỷ tỷ muốn cho nổ ai thì nổ người đó, có được không? Ánh mắt Bảo Nhi lập tức sáng lên, nói. Vô cùng tốt. Tử Điêu liếc nhìn Bảo Nhi. Phía xa, Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau, trong mắt đều đang cười. Tô Thanh Thi nói. Thật ra, nếu như có thể cứ sống cuộc sống yên tĩnh như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói. Không nên có ý nghĩ này, trước khi có thực lực tuyệt đối, đừng nói tới cuộc sống của chúng ta, cho dù mạng của chúng ta cũng không thuộc về mình. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nói. Có phải chúng ta quá vô dụng hay không? An Nam Tĩnh có thể đến giúp hắn, Đinh Thược Dược cũng có thể, nhưng chúng ta lại chỉ có thể được hắn bảo vệ. Chúng ta phải cố gắng mới được. Hiểu Vũ Tịch nói. Tô Thanh Thi nói. Cho dù cố gắng thế nào, cũng khó có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Tuy nhiên, ta vẫn không bỏ rơi, trước đây, hắn không phải là đối thủ của ta mà. Nghĩ đến khi ở cùng Dương Diệp ở dưới đáy vực đoạn hồn, gương mặt Tô Thanh Thi ửng đỏ. Lúc đó bởi vì Tử Điêu, nàng cùng Dương Diệp phát sinh loại chuyện đó, sau đó nàng lại thiếu chút nữa thì giết chết Dương Diệp. Chắc chắn ta sẽ không bỏ qua, An Nam Tĩnh có thể giúp hắn, ta cũng có thể. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch đầy vẻ kiên định, nàng vẫn cảm thấy trong lòng vướng mứt khi không thể giúp được Dương Diệp, cho nên, nàng càng phải cố gắng hơn Tô Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía gian phòng của Dương Diệp, nói. Hy vọng sau này chúng ta không cần ở phía sau hắn, được hắn bảo vệ, mà có thể nắm tay kề vai chiến đấu cùng hắn. Chấm chấm chấm. Trong gian phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể không ngừng hấp thu máu của Long Tổ cùng ba đại thần thú còn sót lại. Nếu như là người bình thường, chắc chắn không có khả năng hấp thu máu của Long Tổ cùng tinh huyết của ba thần thú lớn dễ dàng như vậy, bởi vì năng lượng trong những tinh huyết này rất cuồng bạo. Nếu như là người bình thường, đừng nói tới hấp thu, chỉ sợ còn không dám nuốt vào. Sở dĩ Dương Diệp không khiếp sợ những máu tươi này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong cơ thể hắn từng được Hồng Mông Tử Khí luyện qua, có thể chịu đựng nổi năng lượng cuồng bạo trong những tinh huyết này. Sau khi Dương Diệp không ngừng hấp thu những năng lượng trong tinh huyết kia, điều này làm cho kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn dần dần phát sinh biến hóa. Không chỉ trong cơ thể, bên ngoài cơ thể cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu có người ở đây sẽ phát hiện ra, lúc này cơ thể Dương Diệp đang từ từ tăng lên. Lực lượng thân thể rất quan trọng với Dương Diệp, mặc dù hắn có thể thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đồng thời còn có thể trồng chất, ngoại trừ bản thân có kiếm ý mạnh mẽ ra, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là lực lượng thân thể. Bất kể là rút kiếm, hay tốc độ rút kiếm đều cần có lực lượng thân thể càng mạnh lại đại biểu cho việc có thể rút kiếm thêm vài lần. Đồng thời tốc độ rút kiếm cũng có thể tăng thêm. Cho nên, lực lượng thân thể rất quan trọng với Dương Diệp. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này lại phát sinh rất nhiều chuyện. Ninh Thược Dược dẫn theo đại quân Nam vực một đường thế như trẻ tre đánh tới đế đô của đế quốc Đỉnh Hán. Tuy nhiên không biết vì sao, Ninh Thược Dược tuyệt đối không tựa chọn cho đại quân công thành, mà đóng quân ở ngoài thành đế quốc Đỉnh Hán đế đô. Còn có chuyện khác. Đó chính là Tần Bất Phàm xuất hiện ở ma vực, sau đó ma vực chết hơn 10 vị cường giả cảnh giới hoàng giả. Ma thánh điên cuồng đuổi giết Tần Bất Phàm, nhưng cho tới bây giờ, Tần Bất Phàm vẫn còn sống sót. Đáng sợ nhất là thực lực của Tần Bất Phàm đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Duy nhất không có động tĩnh là Bắc vực cùng hải tộc. Từ sau khi Ân Huyên Nhi quay về Bắc vực, toàn bộ Bắc vực lại không có động tĩnh gì. Về phần hải tộc, khi biết bán thánh hải tộc từ bỏ bọn họ đi tới thánh địa, tất cả động vật biển hải tộc đều lùi đến sâu bên trong biển rộng, rời xa tất cả lục địa. Bởi vậy, cho tới bây giờ, ngoài mặt toàn bộ đại lục huyền giả là gió êm sóng lặng, hoàn toàn bình yên. Lại là nửa tháng trôi qua. Trong gian phòng, Dương Diệp vẫn đang không ngừng hấp thu máu của Long tộc cùng tinh huyết của ba thần thú lớn. Nếu có người ở đây sẽ phát hiện ra Dương Diệp lúc này đã cao lớn hơn trước kia.
bất kể là dáng người hay chiều cao đều hơn trước đây rất nhiều, đặc biệt bên trong cơ thể dường như ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, đầy tính bạo phát. Đột nhiên, trang phục trên người Dương Diệp nổ mạnh, một khí thế cực kỳ khủng khiếp cuốn ra ngoài, gian phòng trực tiếp bị khí thế này làm chấn động sụp xuống. Tất cả mọi người ở cổ vực thành đều kinh ngạc. Tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm nhanh rời đi, trong vòng ba hơi thở mà còn có người ở thì giết không tha. Giọng nói lạnh như băng của An Bích như vang lên giữa viện của Dương Diệp, những người xung quanh gian phòng của Dương Diệp nhanh chóng rút lui khỏi đó. Dương Diệp hít sâu một hơi, thấy hai tay cùng với cơ thể biến hóa, trong mắt hắn lóe lên một tia vẻ hưng phấn, sau khi hắn hấp thu máu của Long Tổ cùng tinh huyết của ba thần thú lớn, cơ thể hắn chỉ ít mạnh mẽ hơn ban đầu gấp 5 phần. Bây giờ, nếu như hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ ít có thể một lần chồng chất 5 lần. Chồng chất 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lại thêm một đòn chí mạng, cho dù gặp phải cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, cũng đủ để hắn đánh một trận. Nghĩ đến đây, đột nhiên có một ý niệm xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu thất nói ta phải đạt được cảnh giới hoàng giả mới có thể mở ra Hồng Mông Tháp tầng thứ 2. Nhưng thực lực của ta hiện nay, hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả, vậy có phải ta đã có thể mở ra tầng thứ 2 hay không? Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Dương Diệp quyết định thử xem. Dương Diệp tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó trở lại lối vào tầng thứ 2 của Hồng Mông Tháp. Tại lối vào tầng thứ 2 của Hồng Mông Tháp là một màn ánh sáng năng lượng màu tím mỏng manh. Chỉ cần đi qua màn ánh sáng này, hắn lại có thể nhận được tầng thứ 2. Muốn đi vào tầng thứ 2, Dương Diệp không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh mạnh vào. Dương Diệp tuyệt đối sẽ không lập tức công kích màn ánh sáng năng lượng màu tím này, mà hắn đứng tại chỗ, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, cảm nhận xung quanh phát ra khí tức cổ xưa mênh mông. Lần đầu tiên Dương Diệp cảm thấy mình rất nhỏ bé, đặc biệt nhỏ bé. Mà thứ làm cho hắn cảm giác mình rất nhỏ bé, chẳng qua là một tòa tháp. Dương Diệp không có cách nào tưởng tượng được, những người sáng tạo ra tòa tháp này, và từng nắm giữ nó mạnh như thế nào. Cường giả cảnh giới thánh giả đã nắm giữ năng lực đời sống lấp biển, hủy trời diệt đất, mà những người này, bọn họ lại mạnh mẽ đến trình độ nào. Cho đến tận bây giờ, Dương Diệp hiểu rõ một đạo lý, thực lực càng mạnh thì trách nhiệm lại càng nặng, đối mặt với kẻ địch cũng sẽ càng mạnh hơn. Cuộc sống bình yên mà hắn nhiều lần suy nghĩ tới, thật ra lại là một chuyện nực cười. Không nói tới thế giới bên ngoài đại lục huyền giả, cho dù là đại lục huyền giả này, nếu không có thực lực mạnh mẽ, đừng nói tới cuộc sống yên tĩnh, sống cũng là một vấn đề lớn. Ngươi không đi trêu chọc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không trêu chọc ngươi. Người khác tới trêu chọc ngươi, nếu như ngươi không có thực lực mạnh mẽ, chuyện ngươi có thể làm chỉ là bị bắt nạt. Không có thực lực, sẽ không có người nào nói đạo lý với ngươi cả. Đạo lý chỉ nằm ở trong tay người có thực lực mạnh mẽ, chỉ có cường giả mới có tư cách đi chi phối cuộc sống của mình. Thế giới chính là thực tế tàn khốc như vậy. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dương Diệp đột nhiên cảm giác được tâm cảnh của mình có chút biến hóa rất nhỏ. Tâm niệm hiểu rõ, không có gánh nặng cùng nghi ngờ trên phương diện tư tưởng, tâm cảnh tự nhiên cũng sẽ theo được nâng cao, tâm cảnh nâng cao cũng có giúp đỡ rất lớn đối với tu vi, đặc biệt là kiếm ý cùng kiếm vực. Đương nhiên, lấy cảnh giới kiếm ý của hắn bây giờ, muốn chỉ dựa vào tâm cảnh nâng cao liền nâng cao theo, không thể nghi ngờ là không có khả năng, nhiều lắm chỉ có thể làm cho kiếm ý càng thêm hung hiểm thôi. Dương Diệp vứt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, đưa tay nắm chặt, ý kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Ý kiếm vào vỏ, huyền khí trong cơ thể cùng kiếm ý điên cuồng lao vọt về phía vỏ kiếm cổ. Theo huyền khí màu tím cùng kiếm ý điên cuồng tràn vào, vỏ kiếm cổ chấn động mãnh liệt, từng kiếm quang nhanh chóng hiện ra. Yên lặng một lát, ong, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, tiếp theo, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Một tiếng động lớn vang lên, màn ánh sáng năng lượng màu tím này chợt bạo phát ra ánh sáng màu tím cùng kiếm quang chói mắt. Một lát sau, kiếm quang cùng ánh sáng màu tím tản đi. Đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì màn ánh sáng màu tím kia vẫn tồn tại, ngoại trừ có thêm vài đường rạn nứt rất nhỏ, mắt thường gần như không nhìn thấy được, toàn bộ màn ánh sáng giống như chưa từng bị công kích vậy. Giờ phút này, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao tiểu thất nói hắn phải trở thành cảnh giới hoàng giả mới có thể mở ra tầng thứ hai. Bởi vì màn ánh sáng màu tím này thật sự rất khủng khiếp. Phải biết rằng, một đòn vừa rồi lại được hắn một lần chồng chất năm đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật,
đồng thời còn dùng tới một đòn chí mạng tầng 3. Ngay cả như vậy, màn ánh sáng màu tím này cũng chỉ mới xuất hiện vài vết rạn rất nhỏ. Dương Diệp hít sâu một hơi, mình nên buông tha hay tiếp tục đây? Dương Diệp biết rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ mà muốn công phá màn ánh sáng màu tím này, rõ ràng có phần quá khả năng. Sau khi đạt được cảnh giới hoàng giả thì có lẽ còn có thể làm được. Nhưng nếu bỏ qua như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Nếu như không có chút cơ hội nào, hắn tuyệt đối sẽ quyết đoán buông tha, bởi vì hắn căn bản sẽ không làm chuyện lãng phí thời gian, không thể nghi ngờ đó là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hắn cũng không phải không có cơ hội, phía trên màn ảnh sáng màu tím kia xuất hiện vài vết nứt rất nhỏ có thể chứng minh được điều đó. Dương Diệp không do dự bao lâu lại đưa ra quyết định, đó chính là làm. Trận đại chiến vào hơn một tháng trước đã làm hắn hiểu rõ, thánh địa rất mạnh, huyền giả nghịch chủng cũng rất mạnh, cho dù có Mạc Lão ở đây, Nam Vực vẫn sẽ có người chết. Bởi vì Mạc Lão chỉ có một người, hơn nữa hắn đang bị thương. Có thể tưởng tượng được, trong tương lai có huyền giả nghịch chủng xuất thế, thế giới này sẽ loạn tới mức nào, khi đó, bản thân không mình có thực lực mạnh mẽ thì tất cả đều chỉ là mây bay. Hơn nữa hắn cũng không muốn chuyện gì cũng dựa vào Mạc Lão. Hơn nữa trước hắn mạnh mẽ dừng trùng kích cảnh giới hoàng giả đã bỏ lỡ cơ hội thành hoàng, cho nên hắn quyết định làm. Nói làm là làm liền, Dương Diệp lập tức long biến, làm cho hai tay của mình biến thành long trào, sau đó ý kiếm lại được đút vào vỏ kiếm cổ, rồi chợt rút ra. Cứ như vậy, Dương Diệp hết lần này tới lần khác thi triển ra Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đương nhiên, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cũng không phải là có thể thi triển vô hạn, cũng may là hắn có không ít đa năng lượng siêu phẩm. Mỗi thi triển ra vài đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật trồng chất, hắn lại lấy ra đá năng lượng siêu phẩm hấp thụ lực lượng trong đó, chờ tới khi huyền khí tích đủ, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu. Ngoại trừ thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, Dương Diệp còn muốn gọi ba linh vật thiên địa lớn đi ra, ở dưới sự thúc giục của hắn, ba linh vật thiên địa lớn cũng bắt đầu hát điên cuồng công kích màn ánh sáng màu tím này, tuy nhiên hiệu quả cũng không mấy rõ ràng, cũng may có chút ít còn hơn không. Lại như vậy, hết lần này tới lần khác, đê thoáng một cái đã 3 ngày trôi qua. Sau khi Dương Diệp hết lần này tới lần khác không ngừng cố gắng, mặc dù màn ánh sáng màu tím kia không bị phá, nhưng trên đó đã có rất nhiều vết rạn nứt. Cho dù thành quả có phần không mấy lý tưởng, nhưng Dương Diệp lại càng ra sức hơn. Bởi vì điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có hy vọng, tại sao hắn không cố gắng hơn chứ? Đương nhiên, hắn cũng phải trả cái giá rất lớn. Liên tục mấy ngày mấy đêm không ngừng điên cuồng công kích, điều này làm cho không chỉ có tinh thần nhanh tiêu hao, ngay cả thể lực của Dương Diệp cũng nhanh chóng tiêu hao. Tuy nhiên, Dương Diệp lại phát hiện, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật của hắn đã tăng cao, tốc độ rút kiếm cũng nhanh hơn trước. Cho dù hắn vẫn chỉ có thể liên tục rút 5 lần, nhưng như vậy đã là một niềm vui bất ngờ lớn rồi. Bởi vì điều này làm cho hắn hiểu rõ, quen tay hay việc. Cứ như vậy, Dương Diệp hoàn toàn chìm đắm ở trong trạng thái không ngừng rút kiếm. Lúc này, hắn hình như đã quên mục đích của mình không phải là để nâng cao Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, mà là bước vào tầng thứ 2 của Hồng Mông Tháp. Nửa tháng sau, Dương Diệp đang không ngừng chịu khó cố gắng, cuối cùng có thể một lần duy nhất thi triển ra 6 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Lần này, Dương Diệp không tiếp tục công kích màn ánh sáng màu tím này, mà đang ngồi xếp bằng ở tại chỗ, điên cuồng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm. Một ngày sau, trạng thái của Dương Diệp đã khôi phục lại đỉnh phong. Nhìn màn ánh sáng màu tím kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên chút hung ác, ý kiếm bên trong vỏ kiếm cổ chợt được rút ra khỏi vỏ. Ong! Tiếng kiếm vang lên, một đường kiếm khí màu tím đánh vào phía trên màn ánh sáng màu tím kia, yên lặng trong chớp mắt. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ màu tím màn ánh sáng nổ ra, hóa thành điểm sáng màu tím bay khắp không trung. Ánh sáng màu tím tiêu tan, một tòa lầu cát xuất hiện ở trước mắt Dương Diệp. Lầu cát chỉ có một tầng, cũng không lớn, dài rộng chỉ có chừng 10 trượng. Ở ngay phía trên cửa của lầu cát có khắc 3 chữ lớn, luyện đan cát. Đây là nơi luyện đan à? Dương Diệp khẽ nhíu mày, thật ra hắn không có hứng thú lắm với đan dược. Đại lục huyền giả cũng có đan dược, nhưng tác dụng vô cùng kinh người, đặc biệt là những cảnh giới sau, tác dụng của đan dược gần như có thể không kể tới. Hơn nữa thời kỳ trước, tác dụng nâng cao thực lực huyền giả của đan dược còn không lớn bằng những huyền giả tu luyện bình thường như hắn. Nói chung, mặc dù ở đại lục huyền giả có đan dược,
nhưng không ai coi trọng. Bởi vậy, địa vị của nó còn xa mới bằng được phù văn sư, cho nên ở đại lục huyền giả có rất ít luyện đan sư. Dương Diệp đứng im một lúc mới đẩy cửa ra, đi vào. Đập vào mắt hắn là từng cái giá sách, xung quanh đều là giá sách, ở trên giá sách là một loạt những ống trúc. Ở giữa gian phòng là một cái lò luyện đan cực lớn. Trên sàn dưới lò luyện là một đài đá hình tròn có in nửa đen nửa trắng, ở trên đài bằng đá này còn có vòng tròn một đen một trắng. Đài bằng đá đỡ lấy cái lò luyện, xung quanh, có bốn sợi dây xích sắt to bằng nắm đấm, khóa chặt bốn phía của lò luyện. Dương Diệp nhìn ánh sáng lóe lên trên đài đá, sau đó nhìn về phía lò luyện. Trên đó có khắc ba chữ lò bát quái. Mà ở bên trong lò luyện có một ngọn lửa màu đỏ thẫm đang hừng hực thiêu đốt. Nhìn thấy ngọn lửa này, đồng tử của Dương Diệp co lại. Cùng lúc đó, u minh quỷ hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên phóng ra. Sau đó trực tiếp trốn ở phía sau của Dương Diệp, Dương Diệp cảm giác được u minh quỷ hỏa đang sợ hãi, đang thuần phục, còn muốn khủng hoảng hơn khi nhìn thấy Lôi Lâm. Ngọn lửa trước mắt này là lửa gì vậy? Vì sao có thể khiến cho u minh quỷ hỏa khủng hoảng như vậy? Vì sao có thể làm cho mình cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt như vậy chứ? Dương Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Ánh mắt hắn vòng qua lò bát quái. Đó mà một giá ngọc phía sau lò bát quái. Trên giá ngọc có từng cái bình ngọc xếp thành từng hàng. Nhìn sơ qua phải có tới trăm cái. Dương Diệp vui mừng, cơ thể thoáng di chuyển tới trước giá ngọc. Sau khi nhìn kỹ, hắn mới phát hiện ra trong những bình ngọc này đều chứa đan dược, hơn nữa phía trên còn viết tên gọi cùng tác dụng của đan dược đó. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua những bình ngọc này, cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở một bình ngọc bên trái. Thần hồn đan tam phẩm. Có thể chữa trị thần hồn, có thể tăng cường thần hồn, có thể dung hợp thần hồn. Nhìn thấy giới thiệu này, Dương Diệp mừng rỡ. Bởi vì sở dĩ thất chi chìm vào giấc ngủ say, cũng bởi vì thần hồn bị hao tổn. Đan dược này lại vừa vặn có thể chữa trị thần hồn. Có lẽ đan dược có thể làm cho thất chi tỉnh lại. Không do dự, Dương Diệp thò tay cầm cái bình, nhưng hắn lại sửng sốt. Trống không à? Dương Diệp vội vàng mở cái bình ra. Phát hiện bên trong chẳng có gì cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày, cầm lấy một bình ngọc bên cạnh lên nhìn, phát hiện bên trong cũng để không, hắn lại cầm một cái khác, nhưng cũng vậy. Dương Diệp nhanh chóng phát hiện ra, các bình ngọc trên giá ngọc này đều trống rỗng. Tất cả đều trống rỗng. Vậy thất chi phải làm thế nào? Trong lòng Dương Diệp cảm thấy khủng hoảng, sở dĩ hắn liều mạng đi tới tầng thứ hai. Chính vì bên trong này có đan dược có thể cứu thất chi, nhưng bây giờ đi tới đây, hắn lại phát hiện ra trong này không có một viên đan dược nào. Chẳng lẽ thất chi thật sự phải ngủ say trên trăm năm à? Trăm năm? Không được, thế sự vô thường, ai biết được trong trăm năm thất chi có thể xảy ra chuyện gì khác không? Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía những giá sách bên cạnh, nói. Không có đan dược, ta lại tự mình luyện, không quan tâm có được hay không. Ta cũng phải thử xem mới được. Dương Diệp đi tới một giá sách bên cạnh, sau đó lật ống trúc lên. Xem. Nhưng ống trúc này ghi lại rất nhiều thứ, ví dụ như có dược liệu, linh tuyền, thậm chí còn có khoảng thạch cùng với các loại vật ly kỳ cổ quái. Tuy nhiên mấy thứ này đều ít nhiều có liên quan tới luyện đan. Dương Diệp không xem kỹ mấy thứ này, bởi vì tạm thời hắn không cần tới mấy thứ này. Sau khi tìm hơn một canh giờ, Dương Diệp cuối cùng cũng tìm được thứ hắn cần. Trang luyện đan cơ sở, giải thích rõ ràng về đan đạo, bách khoa toàn thư đan đạo. Tìm được ba trang này, Dương Diệp mừng như điên, bởi vì trong ba trang này ghi lại cách luyện đan như thế nào, đặc biệt trang bách khoa toàn thư đan đạo, bên trong còn ghi lại rất tỉ mỉ về nhiều cách thức luyện đan dược. Tác dụng của một vài đan dược còn làm cho Dương Diệp phải líu lưỡi cùng động tâm. Ví dụ như đan dược tử cực đan kia, chỉ cần ăn vào, lại có thể lập tức tăng thêm 50 năm tu vi, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. DJ. Còn có cửu chuyển tiên đan này, công hiệu càng thêm biến thái, chỉ cần ăn vào một viên lại có thể thay ra đổi thịt, hơn nữa cho dù một người chết, chỉ cần còn một phần hồn phách, ăn vào viên đan dược kia vào cũng có thể một lần nữa tập trung hồn phách, sau đó sống lại. Ngoại trừ hai cái này ra, vẫn có rất nhiều đan dược thần kỳ mà Dương Diệp thoạt nhìn căn bản không có khả năng xảy ra. Dương Diệp giữ thái độ hoài nghi về những thứ này, bởi vì chúng thật sự quá mức nghịch thiên. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Dương Diệp còn là quyết định thử một chút.
Đương nhiên, hắn không muốn đi luyện cửu chuyển tiền đan và tử cực đan này, hai loại đan dược này cần tới những nguyên liệu mà hắn căn bản chưa từng nghe qua bao giờ, chứ đừng nói tới chế luyện. Hơn nữa nhìn những lời giới thiệu, cho dù hắn có nguyên liệu, lấy năng lực của hắn bây giờ, cũng không có khả năng chế luyện thành công. Hắn cần thử là thần hồn đan thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức lập tức bắt đầu vào luyện. Điều đầu tiên hắn phải làm chính là tìm hiểu cách luyện đan. Cũng may trong giải thích tường tận về đan đạo này đã nói rất rõ, hơn nữa trong đó còn có chú giải, khiến người ta vừa xem là hiểu ngay. Từ những giải thích tường tận về đan đạo, Dương Diệp biết được, luyện đan sư cũng giống như phù văn sư, cũng có phân chia chế độ đẳng cấp, làm luyện đan sư sơ cấp, luyện đan sư trung cấp, luyện đan sư cao cấp, cấp đại sư, cấp tông sư. Đan dược cũng chia ra thành phàm đan, linh đan, thánh đan, tiên đan, cùng với thần đan, mỗi cấp lại chia ra làm nhất phẩm đến tam phẩm. Luyện đan sư sơ cấp chỉ có thể chế luyện phàm đan. Theo Dương Diệp suy đoán, loại đan dược này chỉ có thể có tác dụng với huyền giả dưới cảnh giới vương giả. Tác dụng đối với huyền giả từ cảnh giới vương giả trở lên sẽ không lớn nữa. Luyện đan sư trung cấp lại có thể chế luyện linh đan có tác dụng lớn hơn, chỉ ít còn có tác dụng với cảnh giới linh giả cùng cảnh giới tôn giả. Về phần luyện đan sư cao cấp lại có thể chế luyện ra thánh đan, theo miêu tả về hiệu quả của loại đan dược này, tối thiểu đầu có tác dụng với cảnh giới hoàng giả cùng bán thánh, hơn nữa còn là tác dụng quan trọng. Ví dụ như tử cực đan là thuộc về thánh đan, một lần có thể tăng thêm 50 năm tu vi. Nếu như loại đan dược này là thật, Dương Diệp tin tưởng nó tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều cảnh giới hoàng giả cướp giật. Còn có một loại thánh đan tên là thọ nguyên đan, loại đan dược này không thể tăng thêm tu vi cho huyền giả, nhưng có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ cho huyền giả. Dương Diệp tin tưởng chắc chắn, nếu như trên đời thật sự có loại đan dược này, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều cường giả cảnh giới hoàng giả điên cuồng cướp đoạt, thậm chí cường giả bán thánh cũng có thể sẽ ra tay. 50 năm tuổi thọ đấy, đối với những huyền giả tu luyện tới bình cảnh không có cách nào đột phá, dẫn đến thọ nguyên còn lại không nhiều, không thể nghi ngờ, nó đủ để cho bọn họ bất chấp tất cả mọi giá cũng phải lấy được. Đương nhiên, Dương Diệp tạm thời đừng mong nghĩ tới loại thánh đan này, bởi vì trước mắt, điều kiện chế luyện này khó như lên trời, không nói gì khác, chỉ nguyên liệu thôi, hắn cũng chưa từng thấy qua đâu. Tuy nhiên tạm thời mục đích chủ yếu của Dương Diệp cũng không phải là thánh đan, mà là linh đan. Bởi vì thần hồn đan là thuộc về phạm trù linh đan. Dương Diệp có chút lo lắng, bởi vì thực lực của thiếu nữ ít nhất đã là cảnh giới hoàng giả. Thần hồn đan chẳng qua là linh đan, lại không có nhiều tác dụng với cảnh giới hoàng giả. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có cách nào, bởi vậy hắn chỉ có thể thử xem. Một điểm đáng chú ý là không phải người nào cũng có thể luyện đan. Muốn luyện đan thì cần phải có một điều kiện, đó chính là huyền khí. Huyền khí của luyện đan sư phải là huyền khí ngũ hành, thiếu bất kỳ một loại nào đều không được. Điều kiện này còn hà khắc hơn phù văn sư. Vì sao trở thành luyện đan sư lại cần tới huyền khí ngũ hành chứ? Bởi vì đan dược có liên quan đến ngũ hành. Ví dụ như luyện đan cần có lửa, đây là lửa trong ngũ hành. Luyện đan cần đến dược liệu, đây là mộc trong ngũ hành. Luyện đan cần tới linh tuyền, đây là thủy trong ngũ hành. Luyện đan cần tới lò luyện, đây là kim trong ngũ hành. Nói chung, ngũ hành tương sinh tương khắc, muốn chế luyện thành một viên đan dược, phải nắm giữ lực lượng ngũ hành, bởi vì như vậy mới có thể điều tiết được các năng lượng thuộc tính khác nhau trong đan dược. Dương Diệp không phải là huyền khí ngũ hành, nhưng trong cơ thể hắn là mây tía, cho dù lúc này mây tía còn không thể gọi là hồng mông tử khí, nhưng không hề nghi ngờ, cấp bậc của mây tía này vượt xa huyền khí ngũ hành. Cho nên, Dương Diệp phù hợp với điều kiện tất yếu để trở thành một luyện đan sư. Sau đó, Dương Diệp lại tự mò mẫm luyện đan. Chuyện này tất nhiên là cực kỳ khó khăn, cũng may có ba quyển trang luyện đan cơ sở, giải thích tường tận về đan đạo và bách khoa toàn thư đan đạo đều có chú giải kỹ càng tỉ mỉ, điều này làm cho hắn không đến mức không hiểu được. Nếu không, hắn muốn dựa vào cân nhắc của mình mà bắt đầu luyện đan, vậy không thể nghi ngờ chính là kẻ ngốc nói mớ. Cứ như vậy, Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp suốt nửa tháng. Nửa tháng trôi qua, hắn đã thử chế luyện một ít cơ sở đan dược, tuy nhiên không cái nào không thất bại. Điều này làm cho Dương Diệp hiểu rõ, luyện đan còn khó hơn cả phù văn, tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Lại sau 10 ngày nữa, Dương Diệp đã hoàn toàn hiểu rõ trang luyện đan cơ sở và giải thích tường tận về đan đạo.
vào lúc hắn chuẩn bị lại thử luyện đan, đại lục huyền giả lại gặp chuyện không may, hắn không thể không ra ngoài. Lại có một huyền giả nghịch chủng trốn thoát, tên huyền giả nghịch chủng này đi tới đại lục huyền giả. Tên huyền giả nghịch chủng kia đã giết ba cường giả cảnh giới hoàng giả ở trung vực của chúng ta. Hắn gặp người nào thì giết người đó. An Bích Như nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Huyền giả nghịch chủng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng lạnh, cơ thể thoáng di chuyển, hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Trung vực. Am. Bên ngoài của thành đế đô của đế quốc đỉnh Hán, một người đàn ông áo đen không ngừng chợt hiện lao nhanh trong đại quân của Nam vực, từng tiếng nổ vang lên. Tàn sát. Người đàn ông áo đen đang tiến hành một trận tàn sát điên cuồng. Ở trong đại quân, người đàn ông áo đen không xem cường giả Nam vực ra gì, mỗi lần chợt hiện hắn đều ra tay, sẽ có hơn 10 cường giả Nam vực bị mất mạng, máu tươi cùng huyền khí của những cường giả Nam vực này đều sẽ lập tức bị rút sạch. Ha ha, tốt lắm, tới nhiều nữa đi, để bản tôn hút đi, ha ha. Người đàn ông áo đen càng giết càng hưng phấn, hoàn toàn xem đại quân Nam vực giống như trang trí. Phía xa, vẻ mặt Đinh Thược Dược trầm xuống, tay phải hơi nắm chặt. Thược Dược, thực lực của người này quá mạnh mẽ, trừ phi là cường giả cảnh giới hoàng giả như yêu hoàng, nếu không cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Người phải mau nghĩ biện pháp, nếu cứ tiếp tục nữa, Nam vực chúng ta sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ở bên cạnh Đinh Thược Dược, Lục Kiếm Giao trầm giọng nói. Đinh Thược Dược lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia CBS đắc dĩ, nói. Đến bây giờ, Mạc Lão cùng yêu hoàng vẫn chưa xuất hiện, chứng minh bọn họ còn đang dưỡng thương. Ta đã phái người trở lại cổ vực thành thông báo cho Dương Diệp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ nhanh chóng chạy đến đây thôi. Huyền giả nghịch chủng này rất mạnh, cho dù cảnh giới mới chỉ là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm bình thường rất nhiều. Dương Diệp có thể khiêu chiến vượt cấp với hắn sao? Lục Kiếm Giao có chút lo lắng, bởi vì lúc trước nàng đã tận mắt thấy được ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm bị người đàn ông áo đen này công kích giết chết, nhìn bộ dạng của người đàn ông áo đen, hình như còn chưa dốc hết toàn lực đâu. Người phải có lòng tin với hắn chứ? Đinh Thược Dược nói. Lục Kiếm Giao liếc nhìn Đinh Thược Dược, không nói chuyện. Vèo. Đúng lúc này. Một đường ánh sáng cầu vồng thoáng hiện ở phía chân trời, trong chớp mắt lại rơi vào trước mặt người đàn ông áo đen kia. Lại là một huyền giả nghịch chủng. Đám người Nam vực quá khiếp sợ, trong lòng Đinh Thược Dược đột nhiên trầm xuống, vung tay lên. Những cường giả Nam vực xung quanh lập tức rút lui. Người đàn ông áo đen không ra tay, mà lộ ra thần sắc đề phòng nhìn Tần Bất Phàm vừa xuất hiện. Cho dù đều là huyền giả nghịch chủng, nhưng các huyền giả nghịch chủng cũng không phải đều là bằng hữu. Ngược lại có rất nhiều huyền giả nghịch chủng căm thù lẫn nhau, bởi vì chỉ cần cắn nuốt tinh khí thần của huyền giả nghịch chủng lại có hiệu quả tốt gấp mấy lần so với cắn nuốt huyền giả bình thường. Bởi vậy, giữa các huyền giả nghịch chủng cũng thường ra tay với nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến huyền giả nghịch chủng bị đánh bại do đó bị trấn áp vạn năm trước. Bởi vì huyền giả nghịch chủng không đoàn kết. Ngươi là tầng thứ mấy? Trong ánh sáng cầu vồng truyền ra giọng nói của Tần Bất Phàm. Tầng 31. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Người thì sao? Tầng 31, cũng không tệ lắm, thuộc về tầng dưới của tháp lớn rồi, xem ra ngươi đã từng là nhân vật số 1. Về phần ta, hì hì, tầng thứ 19. Tần Bất Phàm nói. Tầng 19. Đồng tử của người đàn ông áo đen co lại, trong mắt càng thêm đề phòng. Trước đây khi những huyền giả nghịch chủng bọn họ bị trấn áp, những cường giả thiên ngoại thiên cùng đại lục huyền giả đã theo thực lực để nhốt bọn họ lại. Người có thực lực càng mạnh sẽ giam giữ ở tầng càng thấp hơn. Người trước mắt này là tầng thứ 19, nói cách khác, thực lực của đối phương vượt xa hắn. Yên tâm, nếu như ta muốn ra tay với ngươi thì đã ra tay từ trước rồi. Sở dĩ ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Tần Bất Phàm nói. Người đàn ông áo đen trầm ngâm một lát, nói. Chuyện gì? Trừ ngươi ra, có còn người nào trốn được không? Tần Bất Phàm hỏi. Người đàn ông áo đen lắc đầu, nói. Không có ai. Ngươi trốn ra ngoài thế nào? Tần Bất Phàm hỏi. Trước khi ta đi ra, phòng ấn của kiếm tổ đã ổn định lại, phòng ấn không buông lỏng, ngươi chắc chắn không thể chạy ra được. Người đàn ông áo đen nói. Phòng ấn lại đột nhiên thả lỏng, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt,
ta nắm lấy cơ hội này, sau đó lại trốn thoát. Thánh địa không có ai truy sát ngươi sao? Tần Bất Phàm lại hỏi. Người đàn ông áo đen nói. Có, tuy nhiên rất yếu, chẳng qua là một hai cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, sau khi bị ta đẩy lùi, bọn chúng lại biến mất. Tuy nhiên cuối cùng có cường giả bán thánh dùng thần thức tìm kiếm ta, ta không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn tới chỗ này. Nói đến đây, trong mắt của người đàn ông áo đen lóe ra sự hưng phấn, nói. Huyền giả của thế giới này yếu hơn so với huyền giả của thánh địa rất nhiều, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể tàn sát tất cả cường giả của thế giới này, hấp thu tinh khí thần của những huyền giả này, chúng ta nhất định có thể đạt được bán thánh. Không có hứng thú. Tần Bất Phàm quyết đoán nói. Người đàn ông áo đen hơi ngẩn người ra, không hiểu nói. Vì sao? Tần Bất Phàm không trả lời, trái lại là hỏi lần nữa. Ngươi nói, sau khi ngươi ra ngoài, thánh địa chỉ phái hai tên huyền giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm truy sát ngươi thôi sao? Thấy Tần Bất Phàm không trả lời vấn đề của mình, trong mắt người đàn ông áo đen lóe lên một ánh sáng hung dữ, nhưng thoáng cái lại biến mất. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tần Bất Phàm, trong lòng người đàn ông áo đen lập tức thấy ớn lạnh, bởi vì hắn cảm giác mình bị khí tức của người đàn ông trước mắt này phong tỏa. Người đàn ông áo đen hơi do dự, sau đó nói. Chỉ có hai tên cảnh giới hoàng giả, hơn nữa hai người kia hình như không dùng hết sức lực. Tần Bất Phàm im lặng một lát, sau đó nói. Ta hiểu rồi, thánh địa này muốn mượn đao giết người, ha ha, xem ra thánh địa thật sự muốn tiêu diệt đại lục huyền giả này. Thật thú vị, không chỉ có chúng ta tự giết lẫn nhau, ngay cả huyền giả của thế giới này cũng thích tự giết lẫn nhau, ha ha, thú vị. Thánh địa cố ý thả ta ra sao? Người đàn ông áo đen không ngốc, trước đó hắn đã nghi chuyện này tuyệt đối có gì đó không ổn, bây giờ nghĩ lại, thật sự có thể là do thánh địa cố ý thả hắn ra. Nể tình chúng ta đều đến từ cùng một thế giới, ta cho ngươi một lời khuyên, bây giờ lập tức rời khỏi đây, đi tới ma tộc hoặc hải tộc cũng được, dù sao đừng giết người ở đây, nếu không, ngươi chết cũng không biết chết thế nào đâu. Tần Bất Phàm bỗng nhiên nói. Chỉ với những con kiến hôi này sao? Khóe miệng người đàn ông áo đen cong lên có vẻ xem thường, nói. Linh khí ở thế giới này loãng đến cực điểm, cho dù là bán thánh cũng đừng mong giết được ta. Ngươi có biết vì sao trước đây chúng ta lại thua không? Tần Bất Phàm đột nhiên hỏi. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Sở dĩ trước đây chúng ta thua, đó là bởi vì chúng ta không coi ai ra gì, cho rằng mình là tồn tại châu bò nhất, sau đó từng người chiến đấu. Xét đến cùng, chúng ta thua không phải bởi đám tạp chủng trong tay của thiên ngoại thiên, mà là thua bởi sự kiêu ngạo cùng tự cao tự đại của chúng ta. Cường giả ở đây tuyệt đối không yếu như trong tưởng tượng chúng ta đâu, ta đã nói hết lời rồi, bản thân ngươi xem mà làm. Ta vẫn muốn được chứng kiến thử. Người đàn ông áo đen lạnh lùng nói. Ong! Tiểu thất nói ta phải đạt được cảnh giới hoàng giả mới có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai. Nhưng thực lực của ta hiện nay, hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả, vậy có phải ta đã có thể mở ra tầng thứ hai hay không? Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Dương Diệp quyết định thử xem. Nhìn thấy Dương Diệp, Đinh Thược Dược lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, số lượng người, mưu trí đều không có ích lợi gì. Giống như lần này, nếu như Dương Diệp không đến, sợ rằng những người nam vực này sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Là ngươi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Tần Bất Phàm. Tần Bất Phàm nói. Ta không phải là kẻ đã giết người của ngươi, đương nhiên ta không phải sợ ngươi, chẳng qua không muốn đánh một trận oan uổng thôi. Nếu như Dương Diệp không có trấn giới thạch, hắn nắm chắc sẽ giết chết Dương Diệp, nhưng Dương Diệp có trấn giới thạch, cho nên ở trong cùng một cấp, hắn không chắc sẽ giết chết được Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông áo đen bên cạnh, nói. Là người giết à? Nhìn thấy Dương Diệp chẳng qua chỉ là một cảnh giới tôn giả. Khóe miệng của người đàn ông áo đen cong lên, lộ vẻ xem thường, hắn đang muốn nói, Dương Diệp lại đột nhiên nói. Biểu tình của ngươi đã nói cho ta biết, cho nên ngươi để mạng lại đền bù đi. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên được rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím lập tức tới trước mặt người đàn ông áo đen với tốc độ cực nhanh.
Người đàn ông áo đen quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới con kiến hôi cảnh giới tôn giả trước mắt này lại tự nhiên ra tay như vậy, càng không ngờ tới đạo kiếm khí này nhanh như vậy, làm cho hắn không có cơ hội né tránh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng huyền khí bao trùm lên trên hai tay, sau đó đánh về phía đường kiếm khí màu tím kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp thầm nghĩ một tiếng đần độn. Đạo kiếm khí này của hắn là 6 lần chạm thiên bạt kiếm thuật chồng lên nhau, đồng thời tăng thêm một đòn chí mạng tầng thứ nhất. Với loại mức độ công kích này đã có thể dễ dàng giết chết cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường trong nháy mắt, vị huyền giả nghịch chủng trước mắt này tự nhiên lại dùng tay để che, không thể nghi ngờ gì, chính là đang tự tìm đường chết. Khi đường kiếm khí màu tím kia cách bàn tay của người đàn ông áo đen có mấy cm, đồng tử hắn co lại kịch liệt, lộ vẻ khiếp sợ, hắn muốn rút về hai tay, nhưng đã muộn rồi. Suy, kiếm khí màu tím gần như hoàn toàn không bị ngăn cản lại chém đứt hai tay của người đàn ông áo đen, sau đó tiến quân thần tốc đánh vào trước ngực hắn. Người đàn ông áo đen trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống, đập xuống mặt đất thành một hố lớn. Tất cả huyền giả nam vực ở đó đều trợn mắt há hốc mồm. Trước đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy được thực lực của người đàn ông áo đen. Cường giả cảnh giới hoàng giả ở trong tay hắn lại không có sức đánh trả. Nhưng hắn vẫn bị một kiếm của Dương Diệp lại chém đứt hai tay. Dương Diệp thật sự chỉ là cảnh giới tôn giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Đinh Thực Dược thật sự thở phào nhẹ nhõm, không hề nghi ngờ gì, thực lực của Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đồng thời trong lòng nàng cũng khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì mặc dù Dương Diệp không có trở thành cảnh giới hoàng giả, nhưng thực lực của hắn lại càng lúc càng mạnh, hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả. Hắn làm sao làm được vậy? Nếu như hắn đạt được cảnh giới hoàng giả, vậy thực lực lại sẽ thế nào? Ngươi mạnh hơn trước đây. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp không trả lời, chân phải chợt đạp xuống đất một cái, mượn lực của mặt đất làm cho cả người giống như đạn pháo bắn ra ngoài, còn chưa tới nửa hơi thở, Dương Diệp lại xuất hiện ở chỗ người đàn ông áo đen kia rơi xuống đất. Mà vào lúc này, trong hố đột nhiên phát ra một quyền ấn màu đen rất lớn. Dương Diệp khẽ nhíu mày, ý kiếm trong tay quét ngang ra, ầm một tiếng, quyền ấn kia bị cắt thành hai. Mà lúc này, người đàn ông áo đen kia bay ra khỏi cái hố kia, lúc này trước ngực hắn có một vết kiếm sâu, có thể thấy được rõ ràng ngũ tạng lục phủ bên trong. Người đàn ông áo đen lộ ra vẻ mặt rất dữ tợn, bởi vì hắn không nghĩ tới mình lại bị một con kiến hôi cảnh giới tôn giả tổn thương, đối với cường giả siêu cấp 10 vạn năm trước như hắn mà nói, không thể nghi ngờ đây là một sỉ nhục cực lớn. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cho dù hai tay của người đàn ông áo đen bị hắn chặt đứt, ngực bị hắn làm thương nặng, nhưng đối phương thoạt nhìn hình như cũng không có bị ảnh hưởng đặc biệt gì lớn. Chẳng lẽ huyền giả nghịch chủng lại thật sự không giết chết được sao? Thật sự nghịch thiên như thế sao? Ngươi đã thành công chọc giận. Người đàn ông áo đen vừa mới bắt đầu nói, nhưng Dương Diệp ở trước mặt hắn lại một lần nữa hành động, kiếm vào vỏ rồi rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí lập tức tới trước mặt của hắn. Người đàn ông áo đen vừa mới bắt đầu nói, nhưng Dương Diệp ở trước mặt hắn tại một lần nữa hành động, kiếm vào vỏ rồi rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí tập tức tới trước mặt của hắn. Lá chắn màu đen chấn động mạnh, người đàn ông áo đen phía sau liền lùi lại chừng 10 trượng, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, kiếm khí tự nhiên hóa thành ánh sáng nắng lượng màu xanh tiến vào trong lá chắn lớn màu đen kia. Không ngờ là ma năng thuẫn. Đúng lúc này, Tần Bất Phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng, tùy tiện nói. Cha cha, có người nói tấm lá chắn này có thể hấp thu được công kích của cường giả bán thánh đấy. Trước đây, tấm lá chắn này quá yếu đối với chúng ta. Nhưng bây giờ, hì hì, ở thế giới này không có cảnh giới thánh giả, một đạo khí phòng ngự có thể chống đỡ cùng hấp thu công kích cường giả bán thánh, hì hì. Ngươi cho ta tấm lá chắn này, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Người đàn ông áo đen không để ý tới Tần Bất Phàm, hắn gầm lên giận dữ, chân phải trượt đá vào trên ma năng thuẫn này. Ầm một tiếng. Ma năng thuẫn hóa thành một đường ánh sáng màu đen trực tiếp đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm đâm một cái, mũi kiếm đâm vào trên ma năng thuẫn. Keng! Ý kiếm chấn động mạnh, Dương Diệp lùi về phía sau hai bước, cảm giác cánh tay có chút tê dại. Điều này làm cho Dương Diệp có phần kinh ngạc, lực lượng thân thể hắn bây giờ hoàn toàn không kém hơn cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm,
nhưng không nghĩ tới lực lượng của người đàn ông áo đen này cũng lớn như vậy. Người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Ma Năng Thuẫn, sau đó lại đá một cái vào trên Ma Năng Thuẫn, dưới lực lượng lớn, Dương Diệp bị ép cho liên tục lui lại, lui mãi tới ba trượng, Dương Diệp chợt đạp chân phải xuống đất, sau đó tay phải chợt xoay tròn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay người đàn ông áo đen ở phía sau Ma Năng Thuẫn. Nhìn tấm lá chắn màu đen lơ lửng trên không trung, trong mắt Dương Diệp nóng như lửa. Loại đạo khí mang tính phòng ngự này thậm chí có thể hấp thu được công kích của bán thánh, nếu như nhận được, không thể nghi ngờ chính là có thêm một con át chủ bài để đối đầu với cường giả bán thánh. Dương Diệp không hề do dự, một đòn đánh bay người đàn ông áo đen, sau đó thò tay ra chộp tới Ma Năng Thuẫn. Đúng lúc này, trên mặt Ma Năng Thuẫn phát ra một cột ánh sáng màu xanh lam đánh vào trên tay phải của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, liên tiếp lui về phía sau mười mấy trường mới dừng lại được. Mà lúc này, da trên bàn tay phải của hắn tự nhiên bị cháy đen, cả cánh tay đều đau đớn tê dại một lúc lâu. Nhìn bàn tay của mình, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, tấm lá chắn này lại mạnh mẽ như vậy à? Ma Năng Thuẫn này không phải là vật của thế giới này các ngươi, nó sử dụng sát ngôi sao ở vực ngoại làm ra, bản thân cứng rắn cho dù bán thánh cũng khó có thể phá hủy. Hơn nữa còn có thể hấp thu phần lớn công kích của đối thủ, đồng thời chứa. Bên trong tấm lá chắn, nó hấp thu năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng mạnh. Tuy nó không có uy hiếp gì đối với cường giả cảnh giới thánh giả, nhưng lại có thể tạo thành rất nhiều phiền phức cho bán thánh. Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Đây chính là món bảo bối. Trên mặt Dương Diệp càng tươi cười rõ hơn. Đáng tiếc ngươi không chiếm được, trừ khi hắn tự nguyện nhường ra. Tần Bất Phàm nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì vật phẩm này đã bị hắn gieo ấn tinh thần, từ trình độ nào đó mà nói, hắn là bất tử. Chí ít ngươi nhất định sẽ không có cách nào giết chết được. Nếu không thể giết hắn, vậy không thể loại bỏ được ấn tinh thần bên trong vật phẩm này, ngươi lại không có cách nào khống chế được nó. Ngươi đã hiểu du chưa? Tần Bất Phàm nói. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ngươi không cướp, đúng không? Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm, sau đó cầm ý kiếm đi về phía ngựa chi đàn ông áo đen đã đứng lên. Thông minh, Tần Bất Phàm nói. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không giết chết được hắn đâu. Ta vẫn muốn thử xem. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm nhún vai, nói. Vậy ngươi thử đi. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Lúc này, người đàn ông áo đen kia đột nhiên giận dữ hét, thần sắc dữ tợn. Khí thế giống như gió bão từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ma Năng Thuẫn ở cách hắn không xa đột nhiên tản ra một vòng năng lượng ánh sáng hình tròn, vòng sáng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã lan tràn đến trước người của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, ý kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím quét ngang ra. Nhìn thấy đường kiếm khí này, trong mắt Tần Bất Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong đường kiếm khí này mạnh hơn trước chỉ ít gấp 3 lần. Kiếm khí cùng ánh sáng màu xanh lam kia va chạm vào nhau, hai bên thoáng yên lặng, trong phút chốc, ánh sáng màu xanh lam này giống như tuyết mùa đông gặp phải sôi dầu, lập tức bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí lao đi tới tốc độ rất nhanh, đánh thẳng vào trên Ma Năng Thuẫn. Nhưng khi kiếm khí gặp phải Ma Năng Thuẫn, trong nháy mắt lại hóa thành ánh sáng màu xanh lam, sau đó tiến vào trong Ma Năng Thuẫn. Ha ha! Người đàn ông áo đen điên cuồng cười lớn, nói. Cho dù là bán thánh cũng không thể làm gì được Ma Năng Thuẫn của ta, chỉ dựa vào một con kiến hôi cảnh giới tôn giả như ngươi lại có thể làm được gì chứ? Nói đến đây, vẻ mặt của người đàn ông áo đen đột nhiên dữ tợn, nói. Không thể không nói, ngươi thành công chọc giận được ta rồi. Đợi lát nữa ta sẽ làm cho người sống không bằng chết. Ngươi không nên tự tin như vậy chứ. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã sau lưng người đàn ông áo đen. Lần này, người đàn ông áo đen sớm đề phòng, mặt Ma Năng Thuẫn lập tức xuất hiện ở phía sau hắn ngăn cản Dương Diệp. Lúc này, ý kiếm trong tay Dương Diệp biến thành kiếm ngắn, cùng lúc đó, cánh tay của Dương Diệp đã biến thành long chảo. Long chảo nắm kiếm ngắn chợt nện ở phía trên Ma Năng Thuẫn, một chuỗi tia lửa văng ra khắp nơi, Ma Năng Thuẫn cùng người đàn ông áo đen trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại được. Xem ra,
tấm lá chắn này của ngươi chỉ có thể hấp thu năng lượng do huyền khí phát động, không thể hấp thu lực lượng thân thể. Dương Diệp nói xong câu đó, đã đi tới trước người đàn ông áo đen kia, sau đó đá mạnh một cước vào đầu của người đàn ông áo đen kia, hắn hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành một đường màu đen bay đến tới ngoài nghìn trượng. Dương Diệp thò tay ra và cầm lấy ma năng thuẫn chấn động kịch liệt, muốn thoát khỏi tay Dương Diệp, thật may là Dương Diệp kịp dùng cả hai tay. Ngươi không có cách nào giữ được tấm lá chắn này đâu. Một bên, Tần Bất Phàm nói. Phải vậy không? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ném tấm lá chắn vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ném ma năng thuẫn vào tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, cũng chính là luyện đan lâu. Sau khi ma năng thuẫn tiến vào luyện đan lâu, lập tức trở nên yên tĩnh. Sao có thể như vậy được? Người làm sao có thể làm được như vậy chứ? Đúng lúc này, người đàn ông áo đen phía xa đột nhiên tức giận gào thét, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, khi Dương Diệp bắt được tâm lá chắn này, hắn tự nhiên mất đi liên hệ cùng ma năng thuẫn này, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một kiêng kỵ mãnh liệt đối với Dương Diệp. Bởi vì cho dù là cường giả bán thánh cũng không có khả năng xóa đi dấu ấn tinh thần của hắn, bởi vì dấu ấn tinh thần này lại được hắn tạo ra trong thời kỳ đỉnh phong. Mà bây giờ người đàn ông cầm kiếm trước mắt này lại có thể làm cho hắn mất đi liên lạc với ma năng thuẫn, điều này bảo hắn làm sao không kinh ngạc, làm sao không kiêng kỵ được. Tần Bất Phàm nhìn người đàn ông áo đen, sau đó trong giọng nói có vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, nói. Ngươi làm sao làm được vậy? Xóa đi dấu ấn tinh thần của người khác cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng đó là chỉ cường giả cảnh giới cao đối với huyền giả cảnh giới thấp. Dương Diệp chẳng qua là cảnh giới tôn giả, người đàn ông áo đen lại là cảnh giới hoàng giả. Người cảnh giới thấp xóa đi dấu ấn tinh thần của người cảnh giới cao hơn à? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy được, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Dương Diệp cũng không để ý tới chuyện Hồng Mông Tháp có thể ngăn chặn ma năng thuẫn này. Bởi vì cho tới bây giờ, hình như không có thứ gì là Hồng Mông Tháp không thể trấn áp. Dương Diệp tạm thời không để ý tới ma năng thuẫn này. Dù sao vật kia đã là của hắn. Hắn nhìn người đàn ông áo đen, nói. Ta và huyền giả nghịch trùng tuyệt đối không có thù hận gì, nhưng ngươi vừa đi ra lại tàn sát huyền giả nam vực ta muốn hỏi là ai cho ngươi lá gan này. Dứt lời, 10 kiếm ý tầng 2 cuốn ra, bao phủ lấy người đàn ông áo đen. Bị kiếm ý áp chế, vẻ mặt của người đàn ông áo đen biến hóa kịch liệt, thất thanh nói. Kiếm ý thiên cấp tầng 2. Không ngờ ngươi học được thiên cấp kiếm ý tầng 2, ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả. Trả lời người đàn ông áo đen là một đường kiếm khí màu tím, lần này kiếm khí màu tím càng mạnh mẽ hơn trước đây, tốc độ cũng nhanh hơn, bởi vì bị kiếm ý áp chế, người đàn ông áo đen căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng hắn biết rõ với tình hình hắn lúc này, nếu như cứng rắn chống lại, hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Hắn chắc chắn sẽ không chết. Nhưng bị thương nặng sẽ làm thực lực của hắn giảm xuống, đây là điều hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn lập tức vội vàng nói với Tần Bất Phàm bên cạnh. Các hạ, vẫn mong các hạ ra tay trợ giúp, ta nhất định sẽ có hậu tạ. Cho dù mở miệng, nhưng động tác hắn cũng không chậm, hai cánh tay vung vẩy, hơn 10 con rắn lớn năng lượng do huyền khí biến hóa thành đã nhanh chóng hiện ra, sau đó đánh về phía đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Suy! Mấy chục con rắn lớn năng lượng vừa chạm vào đã tan ra, kiếm khí màu tím tiến quân thần tốc đánh vào ngực của người đàn ông áo đen. Hắn hét thảm một tiếng, cả phần ngực đều bị nổ nát, máu thịt văng ra tung tóe, sau đó toàn thân bay ra ngoài. Tuy nhiên đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, người đàn ông áo đen hoảng hốt vừa muốn nói gì, kiếm ngắn trong tay Dương Diệp đã trực tiếp nện vào trên đầu của hắn. Bành! Đầu của người đàn ông áo đen giống như dưa hấu nổ mạnh. Dương Diệp rơi trên mặt đất nhìn người đàn ông đã không có đầu với thần sắc đề phòng, rất nhanh, sắc mặt hắn thoáng biến đổi, bởi vì cái đầu của người đàn ông áo đen bị nổ nát lúc trước tự nhiên tập trung lại với tốc độ cực nhanh. Không chỉ có Dương Diệp chấn động, ngay cả tất cả mọi người ở đó cũng chấn động. Không giết chết được sao? Trên đời này thật sự có người không giết chết được à? Ở trong ánh mắt đầy vẻ chấn động của mọi người. Cái đầu của người đàn ông áo đen bị nổ tung đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu, không chỉ có cái đầu, ngay cả hai tay cũng khôi phục lại, chẳng qua là khí tức của hắn kém hơn trước rất nhiều. Cảnh giới cũng rơi xuống đến cảnh giới hoàng giả nhất phẩm.
Ngươi không giết chết được hắn, chỉ ít bây giờ ngươi không thể làm được. Tần Bất Phàm đột nhiên mở miệng. Thế giới này không có người nào không giết chết được cả. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm nói. Ngươi nói rất đúng, cho dù là người cường đại, chỉ cần có đầy đủ lực lượng thì cũng sẽ giết chết được. Chúng ta cũng sẽ chết, chỉ cần có lực lượng đủ để đối phó với chúng ta sẽ chết, nhưng đáng tiếc, thế giới này không có. Vậy các ngươi chẳng phải sẽ bất tử bất diệt à? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm nói. Bất tử bất diệt, à, ngươi có biết tại sao chúng ta lại điên cuồng cướp đoạt bản nguyên tử khí xung quanh không? Chúng ta không phải muốn trở nên mạnh hơn, mà chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Thật ra rất lâu rồi, chúng ta đều muốn chết hơn bất kỳ ai khác. Dương Diệp nhìn Tần Bất Phàm, nói. Ngươi không phải là một người thích nói nhảm, vì sao lại nói cho ta biết những điều này? Bởi vì ngươi giết người của Thánh Địa. Tần Bất Phàm nói. Ta từng điều tra qua về ngươi, phát hiện ngươi cùng Thánh Địa có thể nói là không chết không dừng. Nói cách khác, chúng ta có cùng chung kẻ địch, đương như ên, ta cũng không phải muốn liên thủ cùng ngươi. Chẳng qua với ta mà nói, bất kể là người tốt hay là người xấu giết người Thánh Địa thì đều không đáng chết, ha ha. Dương Đại Đẹp nói. Với ta mà nói, bất kể là Thánh Địa hay huyền giả nghịch chủng, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta sẽ không đi trêu chọc các ngươi. Thánh Địa đã trêu chọc ta, cho nên bọn họ phải trả giá đắt. Hả, muốn chạy trốn à? Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên quay sang, chỉ thấy người đàn ông áo đen kia hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn nhanh về phía xa. Thiên Nhai Chỉ Xích. Toàn thân Dương Diệp lập tức biến mất, tiếp theo, phía chân trời vang lên một tiếng kiếm ngân, sau đó rất nhiều đường kiếm khí giăng kín khắp nơi. Chỉ trong giây lát lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông áo đen kia. Tần Bất Phàm khẽ nói. Chẳng qua là cảnh giới tôn giả, lại có thể khiêu chiến vượt cấp cảnh giới hoàng giả. Thật thú vị. Khốn kiếp, người không giết chết ta được, người không giết chết ta được. Phía chân trời truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của người đàn ông áo đen, âm thanh có chút thê lương. Dương Diệp sỉ nhục cường giả cảnh giới hoàng giả à. Mọi người cảm giác đầu óc dường như không hoạt động, tuy nhiên vẫn may, bất kể nói thế nào, thực lực của Dương Diệp tăng lên, còn nâng cao rất lớn. Đây là chuyện tốt với toàn bộ Nam Vực. Thật ra, theo thực lực ban đầu của Dương Diệp, cho dù không bị thua người đàn ông áo đen kia, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đè ép người đàn ông áo đen kia như vậy. Chủ yếu nhất vẫn bởi vì trước đó hắn ở bên trong tháp đã hấp thu hết tinh huyết của Long Tổ cùng ba thần thú lớn. Còn tăng cường Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật trên diện rộng. Đặc biệt là kết hợp giữa chồng chất Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng một đòn chí mạng, cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường căn bản không có cách nào chống đỡ. Rất nhanh, phía chân trời không còn âm thanh phát ra nữa. Sau đó Dương Diệp mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn đâu rồi? Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp thản nhiên liếc mắt, nói. Chết rồi, một kiếm chém thành cặn bã. Nếu muốn khôi phục, sợ rằng phải mất rất nhiều năm. Tần Bất Phàm. Ngươi rất thần bí. Lần này, giọng nói của Tần Bất Phàm có phần nghiêm trọng và kiêng kỵ. Ngươi có hứng thú bữa nào đó đi tới Thánh Địa vui đùa một chút không? Dương Diệp đột nhiên nói. Hắn biết rõ, huyền giả nghịch chủng xuất hiện, hành trình tới Thánh Địa sẽ càng gấp hơn. Nếu như là lúc trước, không đạt được cảnh giới hoàng giả, hắn đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Nhưng bây giờ, hắn có trấn giới thạch, cho dù có gặp phải bán thánh, hắn cũng có thể chống lại, tệ lắm thì cũng có thể chạy trốn. Dương Diệp đã tận mắt nhìn thấy được thực lực của Tần Bất Phàm. Ngay cả bán thánh cũng không làm gì được hắn. Nếu có thêm hắn đi tới Thánh Địa, không thể nghi ngờ chính là có thêm một phần giúp đỡ thu hút hỏa lực. Ngươi muốn đi Thánh Địa à? Trong giọng nói của Tần Bất Phàm có phần kinh ngạc, nói. Ngươi cũng biết tại sao ta phải chạy tới nơi này chứ? Cũng bởi vì ta không thể sống được ở Thánh Địa, không có cách nào mới phải chạy tới nơi này. Người chẳng qua là cảnh giới tôn giả, cho dù có trấn giới thạch, nhưng người cảm thấy người có thể đối đầu với nhiều hoàng giả cùng bán thánh của Thánh Địa như vậy sao? Người cảm thấy Thánh Địa có thể buông tha cho ngươi hay không? Dương Diệp đột nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.